vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 25. Dương Tiểu Cẩn còn không cách nào phản bác, ánh mắt Sở Trần bình tĩnh nhìn Dương Tiểu Cẩn, anh biết, những lời này ít nhiều mang theo chút phần phóng đạo, Dương Tiểu Cẩn có thể đi tới bước này, cần phải chịu áp lực rất lớn cùng với dũng khí lớn, nhưng Dương Tiểu Cẩn trong trạng thái trước mắt này, ngoại trừ dùng thuốc mạnh, Sở Trần thật sự nghĩ không ra biện pháp khác. Trong lòng Sở Trần quả thật hy vọng Dương Tiểu Cẩn có thể dũng cảm đối mặt với vấn đề này. Vụ việc là do kẻ đứng sau thao túng, mục đích chính là thông qua cô tiêu diệt đoàn thể chúng ta, đứng mũi chịu sào tự nhiên là Ninh Tử Mặc. Sở Trần tiếp tục mở miệng, chỉ cần cô không có bị đánh bại, như vậy, Ninh Tử Mặc ở phía sau cô, liền bình yên vô sự. Thân hình Dương Tiểu Cẩn khẽ run rẩy, đôi mắt lại dần dần kiên định. Câu nói cuối cùng của Sở Trần, ở trong đầu cô lặp đi lặp lại không ngừng quanh quẩn. Dương Tiểu Cẩn lẩm bẩm, anh nói đúng, cho tới nay đều là anh ấy bảo vệ tôi, lúc này đây, trận bão táp này, để tôi gánh vác đi. Sở Trần, cảm ơn anh, cô không cảm thấy tôi rất tàn nhẫn sao? Sở Trần nói, hiện tại ánh mắt toàn thành đều tập trung ở quảng trường Vạn Đại. Tôi yêu anh ấy, tại sao phải quan tâm đến đôi mắt của người khác? Dương Tiểu Cẩn nắm chặt nắm tay. Gần từng chữ nói, lần này, tôi sẽ không bị bọn họ đánh bại. Bên ngoài cửa hàng, con người Tiêu Lãng thỉnh thoảng nhìn về phía bên trong, nội tâm lo lắng. Triệu Chính Ngôn cũng một mực nhìn đồng hồ, tin tưởng anh rể, nhất định có thể thuyết phục Dương Tiểu Cẩn rời đi. Tống Thu hoàn toàn đảm đương vai trò tan não tàn của Sở Trần, sau khi Sở Trần đi tới, cả người hắn đều thả lỏng, trời sụp xuống, anh rể chống đỡ. Vừa rồi trạng thái của Tiểu Cẩn anh cũng thấy được. Tiêu Lãng thở dài một tiếng, mơ còn một phút, nếu cô ấy mà không chủ động đi ra mà nói, chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ đưa cô ấy rời đi, người bên ngoài càng ngày càng nhiều. Triệu Chính Ngôn nói, Dương Thành, Ninh gia, cuộc họp khẩn cấp, Ninh Quân Ngạn vẻ mặt âm trầm, trước mặt ông ta là một số chú ruột cùng với cốt cán gia tộc của Ninh gia. Lần này, Ninh Tử Mặc thật sự làm mất mặt Ninh gia. Một lão giả vô cùng phẫn nộ, trên mạng đều đã truyền khắp nơi. Đại thiếu gia Ninh gia bị một người phụ nữ xấu xí mê mẩn, thành thể thống gì? Hoặc là để cho nó trở về kiểm điểm suy nghĩ, hoặc là, để cho nó sau này cũng không cần trở về đi. Một người trung niên nhân đứng lên, quảng trường Vạn Đại Thiền Thành, hiện tại là biển người đông đảo, cô gái xấu xí kia bị vây ở bên trong, ngay cả cảnh sát ở đây cũng không thể dễ dàng dẫn cô ta đi ra. Theo ta thấy, cô ta đã sớm ở bên trong sụp đổ, chờ Ninh Tử Mặc đi qua, các người ngẫm lại. Dưới loại tình huống này, Ninh Tử Mặc một khi hiện thân, quả thực khiến thể diện Ninh Nghĩa hoàn toàn mất sạch. Quân Ngạn, người nói một câu. Lão giả nói, Ninh Quân Ngạn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu như, Ninh Tử Mặc xuất hiện ở quảng trường Vạn Đại, như vậy, gia pháp xử trí, trục xuất nó khỏi Ninh gia, vĩnh viễn không thể trở về. Quân Ngạn, tuyệt đối không thể. Lúc này, có một lão giả khác kinh hô, chớ chớ qua loa. Chú hai. Chẳng lẽ còn muốn để Ninh Tử Mặc tùy ý ở bên ngoài làm bại hoại thanh danh Ninh gia sao? Người trung niên chính là Ninh Cốc Nham, giờ phút này trầm giọng nói, huống chi, nghĩa chủ cũng không có trực tiếp trừng phạt Ninh Tử Mặc, mà là cho Ninh Tử Mặc một cơ hội, nếu mà Ninh Tử Mặc không xuất hiện ở quảng trường Vạn Đại, vậy tự nhiên không có việc gì. Tôi đồng ý, một lão già khác thản nhiên nói, cơ hội cho Ninh Tử Mặc, liền xem nó lựa chọn như thế nào. Ninh Quân Ngạn thầm nắm chặt nắm tay. Tình thế không có cách dài. Với sự hiểu biết của ông về Ninh Tử Mặc, ông không có khả năng không đi. Khóe miệng Ninh Cốc Nham nhẹ nhàng nhếch lên một chút. Quảng trường Vạn Đại, đám người mãnh liệt, đột nhiên có một thanh âm kinh hô lên. Trời ơi, mau xem diễn đàn giải trí Thiền Thành, thì ra Tiêu Lãng ở bên trong a. Người phụ nữ xấu xí Dương Tiểu Cẩn muốn bắt Tiêu Lãng, khó trách cảnh sát sẽ phong tỏa toàn bộ tầng 3, thì ra là vì cứu con tin. Cô gái xấu xí đó thực sự quá hèn hạ. Thả Tiêu Lãng ra, thả Tiêu Lãng ra, thanh âm dần dần hình thành một cỗ thủy triều, vang tận mây xanh. Bên ngoài cửa hàng, sắc mặt Triệu Chính Ngôn đại biến, không hay, mau để cho cô ấy rời đi, sự tình càng ngày càng không thể khống chế. Đồng thời, Triệu Chính Ngôn cũng đang thỉnh cầu trợ giúp. Cửa hàng đột nhiên mở ra, ánh mắt mọi người nhìn qua, Tống Thu sửng sốt một chút, hắn thấy Dương Tiểu Cẩn đi ra, trên mặt, dĩ nhiên không có một chút che giấu. Tiêu Lâm cũng chấn động trong lòng, nhìn Dương Tiểu Cẩn, có loại cảm giác quái dị, luôn cảm thấy lúc này Dương Tiểu Cẩn có chút không giống. So với trước khi Sở Trần đi tỏ ý, trạng thái của Dương Tiểu Cẩn là thay đổi long trời lở đất. Không nên chậm trễ,
Chúng ta đi thôi, xe đã chờ ở bãi đậu xe. Triệu Chính Ngôn trầm giọng nói, đồng thời cũng nhìn không được nhìn Sở Trần một cái, vừa rồi hắn nhìn thấy Dương Tỷ Ưu cần là bộ dạng gì, Sở Trần thế nhưng có thể ngắn ngủi năm phủ khiến cho Dương Tỷ Ưu cản đi ra, đích xác không đơn giản. Cô xác định đã chuẩn bị xong chưa? Sở Trần hỏi Mộ Ô Tiếng. Dương Tiểu Cần gật gật đầu. Mời, Sở Trần nói ngắn gọn. Dương Tiểu Cần cất bước đi tới. Nè, thang máy ở đây. Tống Thu vội vàng hô. Không cần thang máy. Dương Tiểu Cần đi về phía trước, ánh mắt dị thường kiên định, tôi đi ra ngoài. Lời vừa dứt, mọi người kinh hãi. Tuyệt đối không thể. Triệu Chính Ngôn hô to, người bên ngoài tâm tình kích động, cô đi ra ngoài như vậy quá nguy hiểm. Tiểu Cần, cô đừng kích động. Tiêu Lãng nói, Tống Thu không khỏi nhìn Sở Trần, hắn đột nhiên rất muốn biết 5 phút vừa rồi, Sở Trần đến tột cùng nói gì với Dương Tiểu Cần. Tôi ở bên cạnh cô ấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sở Trần mở miệng, chuyện hôm nay, rõ ràng có người ở sau lưng cố ý thúc đẩy, cho dù Tẹo Cần đi thang máy rời đi, dư luận còn có thể tiếp tục lên men, thậm chí tiếp tục thẳng cấp, vậy cũng không bằng, để cho Tiểu Cần đi ra ngoài, chỉ cần Tiểu Cần có dũng khí đi ra ngoài, là có thể triệt để đập tan âm mưu. Huống chi, Tiểu Cần không thẹn với lương tâm, cho nên, nhất định phải đường đường chính chính đi ra ngoài. Tiêu Lãng trầm ngâm một hồi, đi lên phía trước, Tiểu Cần, tôi cùng cô đi ra ngoài. Để cô ấy đi một mình, chúng ta sẽ đi theo, sao? Sở Trần nói, chỉ cần cô ấy đủ kiên cường, tất cả lời đồn tự sụp đổ. Dương Tiểu Cần buộc tóc dài lên, thản nhiên cười, từ sau khi trí nhớ tính lại, cô vẫn luôn trốn tránh. Bây giờ, cô chọn để đối mặt với nó. Chị Tiêu Lãng, em có thể. Dương Tiểu Cần cất bước đi tới. Đám người Sở Trần đi theo phía sau, rát nhanh liền đi tới trước thang máy dẫn lên tầng 2. Cảnh sát đã phong tỏa lối vào. Tầng 2 truyền đến tiếng kêu gào kịch liệt. Nội tâm Tiêu Lãng trống rỗng, theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Trần. Sở Trần thần sắc bình tĩnh tự nhiên, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không sợ hãi chính ỷ à người khác. Nhìn Dương Tiểu Cần đi tới, cảnh sát canh giữ ở cửa thang máy theo bản năng giật mình, nhìn mặt Dương Tiểu Cần, có loại cảm giác giật mình, tuy rằng bọn họ chưa từng gặp qua Dương Tiểu Cần, nhưng tự nhiên trước tiên liền biết, đang đi tới, chính là cô gái xấu xí ồn ào huyên náo bên ngoài. Làm sao cô lại ra khỏi đây? Thân hình thẳng tắp, tóc dài buộc lên, không che không đậy, tự nhiên phóng khoáng, nhàn nhã tản bộ đi tới. Phía sau cô, 3 bước, đám người Sở Trần cất bước đi theo. Cô gái xấu xí kia thật kinh hãi địa bảo cô gái xấu xí cút ra ngoài, thả Tố Lãng. Xấu không phải là lỗi của cô ta, nhưng xấu làm điều ác, vậy là tội lỗi của cô ta. Dương Tỷ Ưu cần nhìn thấy mấy khuôn mặt dữ tợn nước bọt tung bay, một bên đi về phía trước, bên tai còn quanh quẩn những lời Sở Trần nói với cô trước khi đi ra khỏi cửa hàng. Bọn họ chẳng qua là muốn thông qua phá hủy tinh thần của cô đạt được mục đích đối phó Tiểu Mặc, cô càng sụp đổ, bọn họ càng hưng phấn. Ngu ốc lại. Miễn là cô đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả những điều này, họ sẽ không thể làm gì với cô. Mơ cô từng tự mình nói, khi ngươi ở trong bóng tối, Tiêu Lãng là tia sáng duy nhất bên cạnh cô. Lại thời khắc kia, Tiểu Mặc cũng là một tia sáng bên cạnh cô. Mà cô, cũng nên hóa thân thành một chùm ánh sáng, khi quỷ mị kiêu ngạo ý đồ tiếp cận, mưu đồ bất chính, lấy tư thái ánh sáng, xuất hiện nhân gian, nghiền nát âm mưu của bọn họ, làm cho bọn họ không thể che giấu. Ánh sáng trong con người Dương Tiểu Cần càng lúc càng cường thịnh. Bước chân ổn định, cảnh chín át canh giữ cửa thang máy tay vịn đã nhận được mệnh lệnh, nhao nhao lui sang một bên. Người ở tầng 2 chú ý tới một màn này, nhao nhao ngẩng đầu lên. Cửa thang máy, một khuôn mặt xấu xí xuất hiện, vết thương trên mặt dữ tợn xấu xí, so với tưởng tượng của bọn họ còn đáng sợ hơn. Toàn bộ vị trí gần cửa thang máy, trong nháy mắt an tĩnh lại. Không ít ngò y trực tiếp chết lặng. BPN họ đều là vì xem náo nhiệt, đi theo quần chúng hô vài tiếng, nhưng chưa từng nghĩ tới, người phụ nữ xấu xí dám xuất hiện. Nhưng giờ phút này, người phụ nữ xấu xí đã đứng ở thang máy, con người không gợn sóng, coi thường mọi người phía dưới, thân ảnh dần dần trượt xuống. Một màn này, khiến người ta chấn động, có người theo bản năng lùi lại 2 bước, trước khi Dương Tiểu Cần xuất hiện, người một đường kêu gào, lập tức trầm mặc. Bọn họ la hét muốn Dương Tiểu Cần xuất hiện. Hiện tại Dương Tiểu Cần xuất hiện rồi. Sau đó thì sao? Im lặng, yên tĩnh, đám người Sở Trần, Tiêu Lãng, Tống Thu cũng xuất hiện ở cửa thang máy, từ từ đi xuống. Lòng bàn tay Tiêu Lãng nắm lấy mồ hôi lạnh,
sự đám người NSLN thấy Dương Tiểu Cẩn sẽ mất khống chế. Nhưng cho đến khi Dương Tiểu Cẩn xuống thang máy, vẫn chưa có ai lên tiếng nửa câu. Một thân ảnh buộc mái tóc dài kia, gương mặt vô cùng xấu xí kia, từng bước đi về phía trước, giống như một chiếc thuyền cô đơn đang ở trong đại dương cuồng phong bão táp, tùy thời có thể chìm xuống, thế nhưng, từng tia chớp kia, chiếu sáng cô, chấn động lòng người. Dương Tiểu Cẩn chậm rãi đi về phía trước, đám người theo bản năng tản ra. Tiêu Lãng theo bản năng nghiêng mặt nhìn thoáng qua Sở Trần. Tên này đối với tính người khống chế thật sự quá chuẩn xác, chỉ cố hắn dám to gan như vậy, dưới tình huống như vậy để cho Dương Tiểu Cẩn chính diện đi ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Lãng cũng hiểu được, chỉ cần Dương Tiểu Cẩn có dũng khí đi hết đoạn đường này, từ nay về sau, vết thương trên mặt cô sẽ không còn là vũ khí kẻ địch dùng để công kích cô và Ninh Tử Mặc nữa. Triệu Chỉnh Ngôn cũng một đường đi theo, trong lòng chấn thán không thôi. Tuy rằng tôi không biết chuyện xưa giữa cô gái này cùng thiếu gia Ninh gia, nhưng mồ, cô ta dám dùng khuôn mặt thật đối mặt với đám đông, đối mặt với nguy nan bày ra phần dũng khí này, tôi dám nói, cô ta xứng đáng với bất luận kẻ nào. Người thần sắc rung động, xa xa không chỉ có một mình Triệu Chỉnh Ngôn. Khi Dương Tiểu Cẩn đi lên tầng 1, chậm rãi đi ra khỏi quảng trường, cả quảng trường phảng phất trong nháy mắt bị ném một quả bom. Từng đạo ánh mắt mang theo không thể tin nhìn Dương Tiểu Cẩn đang đi ra. Đám đông tách ra, đây là cô gái xấu xí bị họ điên cuồng nhục mạ. Đây là cô gái mà họ la hét kêu ra ngoài. Cô ấy ra rồi, giờ khắc này, đám người vốn ồn ào an tĩnh lại, nhìn một khuôn mặt xấu xí ở xa xa, một đôi mắt trong suốt vô cùng. Họ có một cảm giác đột nhiên thức dậy, chính mình kêu gào, nhục mạ, mục đích hỉ à gì. Dương Tiểu Cẩn ra rồi, bọn họ lại phát hiện. Mình tựa hồ cái gì cũng không làm được. Thậm chí không ít người có loại cảm giác, nếu lúc này mở miệng mắng người phụ nữ xấu xí kia, linh hồn của bọn họ so với người phụ nữ xấu xí càng thêm khó coi. Sở Trần, cảm ơn anh. Tiêu Lãng thấp giọng mở miệng. Sở Trần nhìn bóng lưng Dương Tiểu Cẩn, tôi chỉ là cho cô ấy đề nghị này, thật sự có thể đi ra bước này, là dựa vào chính cô ấy. Dám một mình đi đối mặt với dư luận ùn ùn kéo đến, từ thời khắc cô ấy đi ra. Khí thế của cô ấy, đã áp chế kẻ địch. Tôi đột nhiên nghĩ đến một vài từ, cô gái xấu xí ỉ à bất khả chiến bại. Tống Thu cảm thán, không có một chút chê bai, đây là lời khen ngợi lớn nhất mà tôi có thể nghĩ đến đối với Dương Tiểu Can. Một người có thể ngàn trảm vạn sư. Hoàng Phủ Hòa Ngọc mắt chấn rộng, tôi tin tưởng, ít ái có thể ở dưới loại tình thế khó khăn như này nhanh chóng đứng lên, đối mặt với thiên quân vạn mã. Ai nói người phụ nữ này không xứng với Ninh Tử Mặc? Tôi nói cô ấy xứng. Dương Tiểu Cẩn một đường đi về phía trước, ánh mắt Sở Trần nhìn chăm chú vào đám người. Anh tin tưởng, người ở chỗ tối tuy rằng sẽ bị Dương Tiểu Cẩn đột nhiên đi ra đánh bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng mà, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn Dương Tiểu Cẩn rời đi như vậy. Bỗng nhiên, trong đám người hiền tĩnh, trong lúc bất chợt có một thanh âm bén nhọn vô cùng, chính là người phụ nữ xấu xí này, sử dụng thủ đoạn hạ lưu. Bức bách thiếu gia Ninh gia đi vào khuôn khổ, các người xem cô ta xấu xí bao nhiêu. Con người xấu xí làm sao, lòng dạ xấu xa bia bao. Tôi ngược lại bội phục dũng khí tự hại mình của cô ta, thật không biết xấu hổ, mất hết mặt mũi phụ nữ. Sắc mặt Tiêu Lãng biến đổi, nên đến từ đầu đến cuối vẫn là phải đến. Phía sau cô ta không phải Sở Trần sao, nghe nói vết thương trên mặt Dương Tiếu Cẩn còn cỏ liên quan đến dược phẩm Bắc Trần. Triệu Chính Ngôn trong nháy mắt cảnh giác, cảm giác mưa gió sắp đến. Sở Trần cùng Tống Thu ánh mắt liếc nhau một cái. Tôi bên trái, tôi bên phải, hai đạo thân ảnh lướt ra, xông vào đám người. Trong nháy mắt, trong tay Sở Trần xách theo hai người, ném tới trước mặt Triệu Chính Ngôn, cảnh sát Triệu vừa rồi cũng nghe thấy. Hai người này trước mặt mọi người lên tiếng phỉ báng dược phẩm Bắc Trần, tôi kiện bọn họ phỉ báng. Còn có hai người này, Tống Thu cũng xách người. Ánh mắt cũng lần nữa đảo qua đám người, hắn muốn tìm ra người lúc trước ra tay ở tầng 3 của trung tâm thương mại, hiện tại có anh rể ở đây, hắn muốn lấy lại danh dự. Giữ lại, Triệu Chính Ngôn dứt khoát lưu loát, vung tay lên, cảnh sát phía sau đi lên, còng tay mấy người này lại. Được thao tác này càng chấn nhiếp người ở đây, trong lúc nhất thời, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh âm ồn ào của toàn bộ quảng trường vạn đại đột ngột bị dập tắt. Dưới sự phối hợp nổi trận lôi đình của cảnh sát, càng không ai dám động. Dưới ánh mặt trời chói chang, Dương Tiểu Cẩn không chậm không nhanh, ánh mắt bình tĩnh, không
không còn giống như lúc trước bởi vì vết sẹo trên mặt mình mà cảm thấy được xấu hổ, không còn mặt mũi nào. Đôi mắt của cô trong suốt như hồ nước, nhìn thẳng về phía trước. Trận gió lốc này, cô đã mang nỏ đi, kẻ địch muốn mượn tay cô đối phó Ninh Tử Mặc, như vậy, cô giơ hai tay lên, chống đỡ bầu trời này. Sau khi đi ra bước đầu tiên, Dương Tiểu Cần đột nhiên phát hiện, chuyện này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Sở Trần nói rất đúng, chỉ cần cô không sợ hãi, vậy thì, người sợ chính là bọn họ. Họ sẽ phát hiện kế hoạch mà mình đã lên từ trước, cuối cùng không có tác dụng. Dương Thành, Ninh gia, Ninh Tử Châu vẫn cúi đầu nhìn điện thoại di động đột nhiên đứng lên. Có tin mới, ánh mắt mọi người Ninh gia nhao nhao nhìn về phía Ninh Tử Châu. Ninh Cốc Nham khẩn cấp nở nụ cười, Ninh Tử Mặc rốt cục đã tới rồi sao? Điều này không giống tốc độ của hắn, hắn không phải là ở Thiến Thành sao? Thế nhưng chậm như vậy mới chạy tới quảng trường Vạn Đại, xem ra, trận chiến hôm nay, cũng làm hắn sợ hãi đi. Nối, Ninh Quân Ngạn nói, anh trai không xuất hiện. Ninh Tử Châu nói, Dương Tiểu Cần ra rồi. Đồng tử Ninh Quân Ngạn hơi co rụt lại, làm sao cô ta lại đi ra? Mọi người xem vào bức ảnh này. Ninh Tử Châu giơ điện thoại lên, cô ấy buộc tóc dài, một mình, không che mặt, đã đi ra khỏi quảng trường Vạn Đại. Trong ảnh, Dương Tiểu Cần một mình đối với mọi người, thần sắc bình tĩnh. Tiểu Châu, để ta xem, tay chú hai có chút run rẩy, vươn ra, liên tục xem mấy tấm ảnh Dương Tiểu Cần đi ra, chú hai không khỏi tán thưởng một tiếng, dũng khí của cô gái này, có 102 a. Cô ta đi ra như vậy, có thể nói trực tiếp đập tan tất cả dư luận, làm rất tốt. Hiện trường tuy rằng vô số người vây xem, nhưng không ai dám hãm hại nữa. Ninh Cốc Nham thần sắc không thể tin, vội vàng lấy điện thoại di động của mình ra, làm sao có đờ. Sự tình tiến triển, cùng với tưởng tượng của hắn, sai lệch quá lớn. Tại sao không thể, Ninh Quân Ngạn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Cốc Nham, chẳng lẽ, toàn bộ chuyện này, đều nằm ở trong tay ngươi. Khuôn mặt Ninh Cốc Nham biến ảo rất nhỏ, trong nháy mắt khôi phục như thường. Cố gắng cưỡi một chút, đương nhiên không có khả năng, chuyện này vốn là một hồi ngoài ý muốn, người phía sau màn muốn nhân cơ hội này bôi nhọ Ninh gia, tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng. Tôi chỉ là kinh ngạc, Dương Tiểu Cần kia, thế nhưng lại can đảm đi ra trước mặt mọi người. Ninh Tử Châu lật một tấm ảnh, ở phía sau Dương Tiểu Cần cách đó không xa, Sở Trần thần sắc bình tĩnh. Nhất định là Sở Thúc, Ninh Tử Châu theo bản năng ngầm phán đoán, khẳng định nguyên nhân là Sở Thúc. Mới khiến Dương Tiểu Cần có dũng khí đi ra ngoài. Vậy thì vất vả cho ngươi rồi. Ninh Quân Ngạn nói một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, hôm nay triệu tập mọi người họp, vốn là bởi vì một chuyện khác, Sư Vương tranh bá toàn quốc, năm nay Ninh gia chúng ta phụ trách tổ chức, thời gian là ngày mùng 10 tháng sau, lần này sẽ có sư đội hải ngoại tham gia, thắng cấp lên Sư Vương tranh bá toàn cầu, đến lúc đó sẽ có không ít nhân vật lớn chú ý, cho nên, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị công tác liên quan. Hiện tại bắt đầu thảo luận một chút. Châu Giang, Du Thuyền, điện thoại di động của Ninh Quân Hà rơi xuống rất, thật dáng chết, Dương Tiểu Cần này, từ khi nào bắt đầu có dũng khí lớn như vậy? Cô ta vừa đi ra mũ ngoài như vậy, kế hoạch phía sau chúng ta, đều khó có thể thực hiện, muốn mượn vết thương trên mặt cô ta phát huy, chỉ sợ hiệu quả giảm hơn phân nửa. Kết quả này thực sự làm ta ngạc nhiên, Ninh Quân Tiếu nhíu mày, ta vốn tưởng rằng, Dương Tiểu Cần sẽ được cảnh sát hộ tống. Vội vàng rời đi, nói như vậy, sự tình một còn có thể tiếp tục lên men, nhưng hiện tại, Dương Tiểu Cần tự nhiên đứng đắn đi ra, ngược lại sẽ cho chúng ta một quân. Anh, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Trước tiên mặc kệ Dương Tiểu Cần, nhận hàng quan trọng hơn, lô hàng này không thể để mất. Quảng trường Vạn Đại, mãi đến khi Dương Tiểu Cần gì tới ven đường lên xe rời đi không lẩu, không ít người ở đây mới lấy lại tinh thần lại. Rất nhiều người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy vô vị. Rồi cùng nhau rời đi. Đột nhiên phát hiện tôi thật nhàm chán, người phụ nữ của Ninh thiếu gia xinh đẹp hay xấu xí, cùng người độc thản như tôi có liên quan gì? Ta không thể không thừa nhận, vừa rồi bị Dương Tiểu Cẩn chấn động, đổi lại là tôi tuyệt đối không làm được. Giải tán, mấy chiếc xe từ từ chạy vào Tống gia, bao gồm cả xe cảnh sát, Triệu Chính Ngôn một đường hộ tống Dương Tiểu Cẩn trở về. Cảnh sát Triệu, làm phiền anh rồi. Sở Trần sau khi xuống xe, trước tiên đi về phía Triệu Chính Ngôn, còn có một chuyện muốn nhờ cảnh sát Triệu. Anh nói đi, Triệu Chính Ngôn cũng mơ hồ đoán được ý tứ của Sở Trần. Sở Trần nói, chuyện hôm nay rõ ràng có người ở sau lưng bịa đặt, phỉ báng,
Tôi hy vọng cảnh sát có thể điều tra một chút mấy người bị bắt lại, nếu có tin tức, cũng có thể thông báo cho tôi một tiếng. Dù sao Sở Trần ngữ khí dừng một chút, nhất là Bắc Trần vừa ạ mới treo biển thành lập đã bị hắt nước bần. Bắc Trần chúng tôi yêu cầu nhất định phải nghiêm túc xử lý chuyện này, vì thanh danh của mình. Tôi hiểu cảm giác của anh. Triệu Chính Ngôn gật đầu, anh yên tâm, sau khi chúng tôi trở về sẽ tiến hành điều tra. Sau khi Triệu Chính Ngôn rời đi, Tô Nguyệt Nhàn từ đại sảnh đi ra, mọi người trở về là tốt rồi, ta đun nước đường, vào uống chén nước đường cho đỡ xạ. Tô Nguyệt Nhàn nắm tay Dương Tiểu Cần, Tiểu Cần, trở lại nhà chúng ta liền không sao rồi. Dương Tiểu Cần nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn dì Tô. Sở Trần đi vào bên trong, nhìn Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, đi đến bên cạnh hắn. Hoàng Phủ Minh Chủ, luyện thế nào rồi? Hoàng Phủ Hòa Ngọc thần sắc toát ra một trận hồ thẹn, còn không đạt được yêu cầu của ngươi. Hoàng Phủ Hòa Ngọc trong lòng đột nhiên phốc, vội vàng nói, nhưng, ta sẽ càng cố gắng. Sở Trần cười cười, đây thật sự là một người mê võ. Tối nay rảnh không? Sở Trần hỏi, Hoàng Phủ Hòa Ngọc trong lòng có chút thấp thỏm nhìn Sở Trần, hắn lo lắng Sở Trần sẽ ghét bỏ hắn vẫn ở lại Tống gia. Có chút bất an gật gật đầu. Vậy tối nay ta sẽ thảo luận với ngươi về 9 tiếng đấm. Sở Trần vỗ vỗ bả vai Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, đi vào trước một bước. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc sửng sốt một chút, chợt thần sắc toát ra mừng như điên, hưng phấn vô cùng đi theo. Cuối cùng hắn cũng đợi được, bữa này, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc uống 3 chén nước đường. Ngọt, so với Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, lúc này tổ ba người ở khách sạn Hoàng Đình, tựa như ăn hoàng liên, khổ không thể tả. Trong văn phòng, nuốt mây phun sương. Một mảnh yên lặng. Cuối cùng, vẫn là Vinh Đông trước tiên không kiềm chế được tính tình, mạnh mẽ bóp tàn thuốc lên gạt tàn, tôi thật sự nghĩ không ra, một trận bão táp như vậy, sao lại biến mất không giải thích được. Phải biết rằng, trước khi Dương Tiểu Cẩn đi ra, bao nhiêu người đối với cô ta hận thấu xương a, đều hận không thể băm cô ta thành tám mảnh, đào mộ tổ tiên của cô ta, nhưng sau khi Dương Tiểu Cẩn xuất hiện, cả đám trực tiếp sợ. Tâm thần Tiền Bộ Thiệu chấn động, lẩm bẩm cho nên hận thù sẽ biến mất sao? Diệp Thiếu Hoàng đứng lên, cau mày, ánh mắt toát ra một trận mê mang. Lại là bao y vì Sử Trần. Người của chúng ta rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy, Dương Tiểu Cẩn đều đã sụp đổ, trốn trong cửa hàng kia không dám đi ra, Sở Trần đến tột cùng dùng cách gì, vậy mà có thể làm cho Dương Tiểu Cẩn đột nhiên có dũng khí lớn như vậy. Ta thật sự không bằng Sở Trần. Diệp Thiếu Hoàng nắm chặt nắm tay, mặc dù dùng sức kìm ép ý niệm như vậy trong đầu, nhưng thủy chung quanh quẩn trong đầu, không thể xua đi được. Chúng ta không thể chấp nhận thua cuộc như vậy. Diệp Thiếu Hoàng đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, phấn thanh nói, đối với chúng ta mà nói, là cơ hội tốt nhất để ôm lên đùi Ninh gia, nhưng bây giờ ra trận chưa kịp đánh đã tử vong, chúng ta phải nghĩ biện pháp khắc phục. Không sai, Ninh gia bên kia khẳng định rất bất mãn. Vinh Đông lo lắng, thở dài một hơi, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, sự tình lại sẽ tiến hóa đến mức này. Tiền Bộ Thiệu còn vẻ mặt yêu thương, đắm chìm trong hận có thể biến mất hay không? Để Mị Ảnh đẩy một tay đi. Diệp Thiếu Hoàng nói, tiếp tục tạo ra dư luận, điểm nóng, không thể cứ như vậy quên đi. Tiền Thiếu, Vinh Đông đẩy Tiền Bộ Thiệu một cái, Tiền Bộ Thiệu mới phục hồi tinh thần lại. Tiền Bộ Thiệu lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, sắc mặt Tiền Bộ Thiệu trầm thấp, Mị Ảnh bên kia nói, đẩy cũng được, nhưng phải tăng tiền. Lại trả giá. Vinh Đông nghiến răng nghiến lợi, nhìn Diệp Thiếu Hoàng, cho hắn, Diệp Thiếu Hoàng quyết đoán lựa chọn, vung tay lên, bất luận như thế nào, nhất định phải để cho bọn họ đứng trong cơn bão dư luận. Tôi tin rằng đầu tư của chúng ta bây giờ sẽ được gấp 10 lần 100 lần trở lại trong tương lai. Một quán cà phê, Điệp Ảnh, anh xác định anh không phải khiến cho ám môn tổn thất 100 vạn sao. Dưới ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt trái xoan của người phụ nữ, cái miệng nhỏ nhắn anh đào, tinh xảo mỹ lệ. Một đôi mắt thì nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện, mang theo không lành. Người đàn ông chỉnh là Điệp Ảnh bị Sở Trần bắt được khi hành động thất bại đẽm đó, hắn cũng là người phụ trách ám môn ở Thiền Thành. Điệp Ảnh thần sắc chua xót, lắc đầu nói tiểu cổng chúa, cô cũng nhìn thấy, lục âm môn nhận dơn này, thế nhưng, bọn họ phô thiên cái địa tạo thế, khí thế hào hùng, cuối cùng lại bị Sở Trần dễ dàng tan rã, cho nên, tôi cảm thấy, Sở Trần này, tuyệt đối không nên đắc tội. Lục âm môn bây giờ không phải cũng tốt sao? Người phụ nữ là con gái của trưởng môn ám môn, Vương Uyển Lâm, lúc này, trong lòng Vương Uyển Lâm vẫn có vài phần không cam lòng, mấy ngày nay cô vừa vặn tới Thiền Thành, gặp phải một chuyện náo nhiệt như vậy, cô vốn định tiếp nhận nhiệm vụ này,
lại bị Điệp Ảnh ngăn cản. Điệp Ảnh là người phụ trách thiền thành của chúng ta, cô tuy rằng là tiểu công chúa ám môn, cũng không thể khống chế được quyết định của Điệp Ảnh. Điệp Ảnh chần chờ một chút, trầm giọng nói, tôi từng theo dõi cua Sở Trần, hắn không phải người thường, phù thần môn mấy ngày trước một đêm bị diệt, cũng cùng Sở Trần có liên quan. Phù thần môn bị diệt không phải là dược cốc phát động khắp nơi bao vây đàn áp sao? Vương Uyển Lâm hừ một tiếng, Điệp Ảnh, tôi mặc kệ, anh không cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi liền nói cho cha tôi biết, anh là người phụ trách thiền thành, tuyệt không xứng đáng với chức vụ. Điệp Ảnh cười khổ, đối mặt với tiểu công chúa này, hắn một chút biện pháp cũng không có. Hơn nữa sự thật cũng đúng, người phụ trách của lục âm môn ở thiền thành Mỹ Ảnh, vì lục âm môn kiếm được 100 vạn. Ám môn cùng lục âm môn, nhiều đời tranh đấu, ngay cả nhập thế, hai bên đều cùng nhau nhập thế, cùng một lĩnh vực, tranh đoạt cao thấp. Vương Uyển Lâm hừ một tiếng, cầm lấy điện thoại di động đặt trên mặt bàn, chơi điện thoại di động một hồi, Vương Uyển Lâm đột nhiên ngồi thẳng người, Mỹ Ảnh lại bắt đầu, không cần phải nói, nhất định là đối phương tổng tiền. Vương Uyển Lâm nhìn chằm chằm Điệp Ảnh, gần từng chữ nói, anh khiến cho ám môn tổn thất, cũng không chỉ là một trảm vạn. Điệp Ảnh cũng cầm lấy điện thoại di động, biệt thự Tống ra, đại sảnh, Sở Trần đấy tất cả mọi người ra, lại một lần nữa cùng Dương Tiểu Cẩn nói chuyện một mình. Điện thoại di động của Tiểu Mặc tạm thời là trạng thái tắt máy, hẳn là cậu ấy đã trà trộn vào bến tàu. Sở Trần nói, nhưng cô yên tâm, tôi ở bên kia có người tiếp ứng Tiểu Mặc, sẽ không có việc gì. Đôi mắt Dương Tiểu Cẩn tràn đầy lo lắng, mím môi. Tôi trước tiên nói với cô, những gì tôi biết. Sở Trần nói, người nãm đó động thủ với cô, là thiếu gia tập đoàn Thiên Nghiệp, Trương Kiến Nhân, lục ấy người ở đây, có Ninh Cốc Nham Ninh gia. Mà sau đó giặt huyễn thần cổ ở trong cơ thể cô, là người Vu Thần Môn, điều này chứng tỏ, tập đoàn Thiên Nghiệp, Vu Thần Môn cùng với Ninh gia có quan hệ mật thiết. Cô là con gái nuôi của Dương Khiêm, khuôn mặt Dương Tiểu Cẩn nhẹ y nhàng biến ảo một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Thủy sản Dương Thị cùng tập đoàn Thiên Nghiệp, đều là cổ đông của Vĩnh Dạ. Cô là con gái nuôi của Dương Khiêm, lại bị thiếu gia tập đoàn Thiên Nghiệp phế bỏ, mà từ đầu đến cuối, thủy sản Dương Thị dĩ nhiên không có một chút phản ứng, tôi thật sự tò mò đến tột cùng là vì cái gì. Sở Trần nhìn Dương Tiểu Cẩn, Dương Tiểu Cẩn cúi đầu, thân hình run rẩy nhẹ nhàng. Cô có biết Ninh gia cùng Vu Thần Môn một mực nghiên cứu cái gì không? Sở Trần tiếp tục mở miệng nói, bọn họ đang nghiên cứu một loại vu cổ, tên là thi cổ. Nghiên cứu thi cổ cần rất nhiều vật thí nghiệm. Mà những vật thí nghiệm này, tất cả đều là người sống. Vừa dứt lời, Dương Tiểu Cẩn nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch. Mấy ngày trước, Vu Thần Môn bị diệt, ở cấm địa Vu Thần Môn, thi cổ chất đống như núi. Sở Trần nổi, hiện tại, cô hẳn là biết vì sao Tiểu Mặc đột nhiên đi bến tàu của tập đoàn Thiên Nghiệp điều tra tin tức rồi chứ. Các người hoài nghi là do tập đoàn Thiên Nghiệp cung cấp, vật thí nghiệm. Thanh âm Dương Tiểu Cẩn khẽ run rẩy, từ tất cả các loại dấu hiệu. Chúng tôi gần như chắc chắn. Sở Trần nói, nhưng mà, chúng tôi không có chứng cứ xác thực. Sở Trần không thúc giục Dương Tiểu Cẩn, yên lặng uống một ngụm trà, chờ Dương Tiểu Cẩn tự mình mở miệng. Thật lâu sau, thanh âm Dương Tiểu Cẩn nhẹ nhàng, mang theo trầm trọng, lẩm bẩm nói, 6 năm trước, tôi đi thuyền ra biển, vừa lúc gặp phải một chiếc thuyền lớn, lúc tiếp cận thuyền lớn, vừa lúc nghe thấy thuyền lớn có người nói cái gì hàng hóa linh tinh, tôi lúc ấy hoài nghi là một chiếc thuyền buôn lậu. Vừa chuẩn bị vụng trộm rời đi, trên thuyền lớn có người ra tay, bắt lấy tôi, hơn nữa còn giam giữ. Sau khi họ kiểm tra danh tính của tôi, họ nhốt tôi trong một cản phòng trên tàu. Sau đó, có người đến gặp tôi, người đàn ông đó, là anh trai tôi. Thanh âm Dương Tiểu Cẩn run rẩy, kìm lòng cảm xúc của mình, hắn nói tôi gặp phải, là tập đoàn Thiên Nghiệp cùng nhà chúng tôi hợp tác làm ăn, hắn không thể đón ta về nhà, bởi vì tập đoàn Thiên Nghiệp bên kia lo lắng. Cuối cùng. Tôi bị đưa đến Dương Thành, tiến vào Vĩnh Dạ quyền quán, anh tôi nói, tôi chỉ cần ở đó một thời gian, chờ bọn họ làm án chấm dứt, là có thể về nhà. Chuyện sau đó, cũng chứng minh, cô bị Dương Thị thả. Sở Trần nhìn Dương Tiểu Cẩn, cho nên, cho dù trí nhớ cuối cùng của cô nhớ lại, cũng chưa từng nghĩ tới muốn trở về Dương gia, hơn nữa còn cố ý giấu giếm thân phận của cô, không muốn nhắc tới. Thân thể Dương Tiểu Cẩn không kiềm chế được, rung động nhẹ nhàng. Thân phận của cô, cho tới nay đều là vấn đề cô trốn tránh, Ninh Tử Mặc chưa từng đi hỏi cô, bản thân cô càng không muốn nhắc tới. Nàng là con nuôi của Dương Thị, đồng thời cũng là con Dương Thị bỏ rơi. Cho tới nay, Dương Tiểu Cẩn nghĩ không ra một điểm,
mình chẳng qua là không cẩn thận gặp phải tàu chở hàng buôn lậu mà thôi, vì sao nhất định phải đuổi tận sát tuyệt cô? Điều cô không thể chấp nhận hơn y à, đằng sau tất cả những gì cô đã làm, có bóng dáng của gia đình cô. Cho dù chỉ ỉ à con gái nuôi, liền không được yêu thương như thế sao? Dương Tiểu Cần biết quan hệ giữa tập đoàn Thiên Nghiệp và Dương Thị, từ lúc Trương Kiến Nhân động thủ với cô liền hoàn toàn tan nát cõi lòng, tuyệt vọng. Chỉ là, Dương Tiểu Cần không biết chính là, tập đoàn Thiên Nghiệp cùng Dương Thị hợp tác buôn lậu, là người sống. Sắc mặt Dương Tiểu Cần tái nhợt đến cực điểm, cuối cùng cô cũng hiểu, bất kể là tập đoàn Thiên Nghiệp hay là Dương Thị, đều không cho phép bất kỳ một chút khả năng nào có thể bại lộ khả năng của bọn họ. Cho dù có một tia nguy cơ có thể xuất hiện, bọn họ đều bóp chết trong nôi. Nhưng nói như vậy, Ninh Tử Mặc càng thêm nguy hiểm. Sở Trần, anh nghĩ cách để Tử Mặc trở về, nơi anh ấy đi quá nguy hiểm. Dương Tiểu Cần lo lắng. Sau khi Tiểu Mặc bật máy, tôi sẽ giữ liên lạc với cậu ấy. Sở Trần nói, nhìn Dương Tiểu Cần, nếu có một ngày, để cho cô tự tay chứng minh bọn họ phạm tội, cô sẽ làm không? Thân hình Dương Tiểu Cần chấn động. Một lúc lâu sau, Dương Tiểu Cần lẩm bẩm nói, ký ức gần 6 năm tôi thiếu, đã trả lại ân dưỡng dục Dương Thị đối với tôi. Nếu như bọn họ thật sự buôn lậu người sống, giết người bừa bãi, tôn có tư cách làm chứng, tôi nguyện ý đứng ra. Nhưng, như anh nói, chúng ta căn bản không có bằng chứng. Sở Trần trầm ngâm một hồi, cô nói thời gian và địa điểm cụ thể cô gặp phải tàu chở hàng tậu năm đó cho tôi biết. Họ có thể đã thay đổi tuyến đường. Dương Tị Ều Cần nói, với trình độ cẩn thận của bọn họ, tuyệt đối sẽ không chỉ có một tuyến đường. Hãy thử vận may của cô. Sở Trần buông tay. Có một câu anh không nói ra, dù sao anh chỉ là cung cấp manh mối đi lên, thật sự đi thử vận khí, là người của cục đặc chiến. Dương Tiểu Cần vừa nói thời gian địa điểm cho Sở Trần, bên ngoài, Tống Thu sải bước đi vào. Anh dè, Tống Thu vội vàng nói, lời đồn đãi trên mạng lại bắt đầu, phô thiên cái địa, khẳng định là người sau lưng lại bắt đầu một vòng gợn sóng mới. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Dương Tiểu Cần, trải qua sự suy biến ở quảng trường Vạn Đại lần này. Tâm tình Dương Tiểu Cần cường đại không ít, tôi không quan tâm, bọn họ càng thường xuyên có động tác, lại càng dễ dàng bại lộ mục tiêu. Sở Trần gật gật đầu, Tiểu Thu, cậu thử liên hệ với người phụ trách các trang web, bảo bọn họ cung cấp địa chỉ IP của tài khoản đăng bài, xem có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được một ít manh mối. Nghe vậy, thần sắc Tống Thu không khỏi vui vẻ, anh dề muốn bắt đầu phản kích. Ánh mắt Sở Trần khẽ lạnh, đối phương cho chúng ta một bữa tiệc thịnh soạn. Chúng ta tự nhiên phải có qua có lại, cho bọn họ thêm một bữa ăn. Tống Thu nặng nề gật đầu, anh rể, anh yên tâm, lần này em bảo đảm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tống Thu nhanh chóng xoay người rời đi, sợ giống như nhiệm vụ lần trước, hắn còn không kịp động thủ, nhiệm vụ đã bị người khác hoàn thành. Sau khi Tống Thu rời đi, Sở Trần cùng Dương Tiểu Cẩn trò chuyện một hồi, sau khi tìm hiểu thêm về tập đoàn Thiên Nghiệp cùng Dương Thị, đột nhiên nhận điện thoại, Sở Trần lập tức cũng rời khỏi Tống gia. Một quán cà phê cách Tống gia khỏng xa, lúc Sở Trần đi tới ồ, Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh đã chờ. Thật không nghĩ tới, trong vòng một ngày, lại cùng cô Đào hẹn hai lần. Sở Trần cười tùm tỉm ngồi đối diện Giang Ánh Đào, quảng trường Vạn Đại mới đầu làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng, kết cục lại khiến người ta thán phục không thôi. Giang Ánh Đào nhìn Sở Trần, không khỏi khen ngợi, tôi càng ngày càng cảm thấy, hợp tác với anh là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Sở Trần mỉm cười, cô Đỗ Ô Lự mình đi tới Thiền Thành, không phải chỉ là vì khen tôi chứ. Giang Ánh Đào nhìn Tư Đồ Tĩnh một cái. Tư Đồ Tĩnh mở laptop đặt ở trước mặt ra, ngổn tay nhanh chóng gõ, cô xoay chiếc máy tính lại, đẩy tới trước mặt Sở Trần, mở miệng nói, người chủ đạo cơn bão dư luận trên mạng này, là một công ty thảm từ tư tên là Mỹ Ảnh, công ty này ở Thiền Thành có 3 điểm, nơi đánh dấu mũi tên màu đỏ là nó. Sở Trần ngoài ý muốn nhìn Tư Đồ Tĩnh một cái, cục đặc chiến quả nhiên nhân tài đông đúc a. Tư Đồ Tĩnh trợn trắng mắt, khinh thường nói, đẩy chỉ là thao tác cơ bản. Nếu cục đặc chiến ứa được những tư liệu này, vì sao không động thủ, hủy bỏ công ty này? Ánh mắt Sở Trần mang theo chờ đợi. Chúng tôi còn điều tra được, sau lưng công ty thám từ tư Mỹ Ảnh, là một môn phái võ giả, tên là Lục Âm Môn. Giang Ánh Đào nói, nếu đối phương là hướng về phía anh. Chuyện giữa võ giả các người, vẫn là các người tự mình đi giải quyết đi. Cảm ơn, Sở Trần nhớ kỹ 3 địa điểm, khép máy tính lại, đưa lại cho Tư Đồ Tĩnh. Thật sự là đạp rách giày sắt không tìm được gì cả, có được toàn bộ không uổng thời gian. Điện thoại di động của Sở Trần đột nhiên rung lên,
Anh rể, em đã thành công trong việc thuyết phục một người kiểm duyệt, người đã cung cấp cho em một số IP đáng ngờ, em đang gấp rút điều tra. Thần sắc Tống Thu hưng phán, tin tưởng rất nhanh sẽ có manh mối. Sở Trần sửng sốt một chút, một lúc lâu sau, nói Tiểu Thu, không cần điều tra, cậu về nhà đi. Cái gì? Tống Thu sững sờ, tôi đã biết là ai làm. Sở Trần thành thật trả lời. Nội tâm Tống Thu có loại cảm giác gặp phái bạo kích mãnh liệt. Thật khó chịu, tôi quá khó khăn, Tống Thu cảm giác cả người đều không tốt, lại bắt đầu không có cảm giác tham gia. Sau khi cúp điện thoại, Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào, chuyện giữa các võ giả, tôi xử lý, nhưng, chuyện của cục đặc chiến, sẽ phải do cục đặc chiến giải quyết. Sau một Giang Ánh Đào ánh mắt đào lóe lên, anh có manh mối gì mới? Sở Trần cầm lấy giấy bút, viết ra một thời gian và địa chỉ, đưa cho Giang Ánh Đào, Dương Tiểu Cần nảm đó sau khi đi thuyền ra khơi, gặp phải tàu chở hàng lậu của tập đoàn Thiên Nghiệp, bị bắt lên thuyền, đây là thời gian cụ thể cùng phạm vi vùng biển Dương Tiểu Cần gặp phải tàu chở hàng lậu. Nghe vậy, Giang Ánh Đào nhất thời kinh hí, thật tốt quá, đây chính là một manh mối vô cùng quan trọng. Tư Đồ Tính cũng bất ngờ nhìn Sở Trần, không thể tưởng được. Anh nhanh như vậy có thể lấy được manh mối quan trọng như vậy từ trong miệng Dương Tiểu Can. Dương Tiểu Cẩn là một cô gái rất đáng thương. Sở Trần thở dài một hơi, nói chuyện Dương Tiểu Cẩn gặp phải ra. Ánh mắt Giang Ánh Đào tức giận hiện lên, Dương Thị một cửa, quả thực không bằng xúc sinh. Con gái nuôi không phải là con gái của mình sao? Vì lợi ích, ngay cả con gái mình cũng có thể vứt bỏ. Tư Đồ Tính cũng nhìn không được phẫn nộ mở miệng. Hiện tại tôi cũng đang chờ tin tức của Tiểu Mặc. Sở Trần nói, cấm địa của Vu Thần Môn bị hủy, nhưng tôi tuyệt đối có lý do tin tưởng, bọn họ sẽ không chấm dứt nghiên cứu thi cổ, tuyệt đối còn có thể có vật thí nghiệm mới đưa tới. Tôi nói, chọn hợp tác với anh là một lựa chọn thông minh, Giang Ánh Đảo khuôn mặt mỉm cười, phấn đại mê người. Có thể hợp tác với cực đặc chiến, cũng là vinh hạnh của tôi. Sở Trần cáo từ Giang Ánh Đào, trở lại Tống gia. La Vãn Đạo Tôn cũng trở lại Tống gia, vẻ mặt hổ thẹn xuất hiện trước mặt Sở Trần. Đại sư huynh, thực xin lỗi, tôi để mất người rồi. Sở Trần không khỏi nở nụ cười đường đường là La Vân Đạo Tôn, cũng có lúc ngựa mất vó a. La Vân Đạo Tôn hừ một tiếng, đừng để tôi nhìn thấy hắn, bản tôn lột ra hắn. Trước tiên đừng để ý Ninh Quân Hà, hắn có lòng trốn đi, nhất thời muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Sở Trần nói, ta nơi này có một hành động, cần thất sư đệ hỗ trợ. Hành động gì? La Vân Đạo Tôn tò mò hỏi. Sở Trần đơn giản nói ra chuyện xảy ra hôm nay ở quảng trường Vạn Đại, không có gì bất ngờ, La Vân Đạo Tôn nghe xong trực tiếp giận tím mặt, lẽ nào có lý này, lại ác ý như thế đả thương một cô gái vô tội, đại sư huynh, huynh có phải tra được sau lưng là ai đang khống chế hay không? Thất sư đệ biết lục âm môn chứ? Sở Trần nói, người tạo ra cơn bão dư luận lần này, chính là chi nhánh của lục âm môn ở Thiền Thành, biệt danh Mị Ảnh. Sở Trần nói một địa chỉ trong đó cho La Vân Đạo Tôn, Mị Ảnh ở Thiền Thành có ba chỗ cứ điểm bí ẩn, thất sư đệ phụ trách chỗ này. Không thành vấn đề, khi nào xuất phát, La Vãn Đạo Tôn nói, báo thù không qua đêm, chờ Hoàng Phủ Minh Chủ tới, chúng ta lập tức xuất phát. Sở Trần quyết đoán trầm giọng mở miệng, La Vân Đạo Tôn, Hoàng Phủ Hòa Ngọc, mỗi người phụ trách một chỗ cứ đẻm của Mị Ảnh. Ba người đồng thời ra tay. Sở Trần muốn chính là nhổ tận gốc cứ điểm của lục âm môn ở Thiền Thành. Rất nhanh, Hoàng Phù Hòa Ngọc đi tới, hơn nữa cũng lấy được một địa chỉ. Mị Ảnh chỉ là một công ty thám tử, bọn họ tạo ra cơn bão dư luận này, nhất định là có người ở sau lưng đưa tiền. Sở Trần nói, chúng ta hành động đồng thời, nhớ kỹ phải truy vấn Mị Ảnh, danh tính người đứng kia. Xuất phát thôi, Sở Trần vung tay lên, sau khi đến, thống nhất hành động. Báo thù không qua đêm. Sở Trần muốn chính là mạnh mẽ vang dội, càn quét Mị Ảnh. Dư luận trên mạng còn đang lên men, động tác của Mị Ảnh liên tiếp từng đợt. Trong lúc đó Sở Trần còn nhận điện thoại của Tống Nhan, nói là người có phản ứng quá khích tìm đến dược phẩm Bắc Trần, tìm tới cửa, mắng chửi dược phẩm Bắc Trần, nói dược phẩm của dược phẩm Bắc Trần đã làm một cô gái hủy dung. Sở Trần vừa mới đi ra đại sảnh, đã nhìn thấy Tống Thu tâm sự nặng nề trở về. Tống Thu cũng nhìn thấy Sở Trần. Hắn cảm giác anh rể đang trêu chọc hắn. Làm thế nào có thể nhanh như vậy tìm ra ai đã làm điều đó? Tiểu Thu đớ trở về rồi à, vừa vặn, cậu lái xe đi. Sở Trần nói, thần sắc Tống Thu chấn động, anh rể, muốn đi đâu? Điều quan trọng là phải có cảm giác tham gia. Thống trị cơn bão dư luận trực tuyến này là một công ty thám tư tên là Mị Ảnh.
Sở Trần vừa đi vừa nói, thành ý của đối phương như vậy, chúng ta nên đến cửa hỏi thảm. Con người Tống Thu mở to, thật đúng là cha ra a. Một lúc lâu sau, Tống Thu phục hồi tinh thần lại, hưng phấn lái xe trở về. Đến thảm nhà, đó chính là tính sổ a. Loại chuyện này, làm sao thiếu Tống Thu ta? Tống Thu lái xe, vội vã đi. Đúng rồi, anh rể, lúc vừa rồi em trở về, thấy Tiêu Lãng đã nguầy bua, cô ấy nói thẳng, cô và Dương Tiểu Cần là bạn bè, trên mạng lan truyền các loại lời nói Dương Tiểu Cần uy hiếp cô đều là lời đồn. Tống Thu nói, Sở Trần cảm thán, Tiêu Lãng đối với Dương Tiểu Cần đúng là thánh tâm đối đãi, một nhân vật công chúng, đối mặt với loại cơn bão dư luận này, rất nhiều người tránh không kịp, phải biết rằng, trên mạng đều là lời nói bôi nhọ Dương Tiểu Cần. Cô ấy thế nhưng trực tiếp chủ động đăng Weibo để chứng thực quan hệ bạn bè giữa cô và Dương Tiểu Cần. Phần tình bạn này, thật sự khó có được. Điều này càng nói lên sự đáng hận của thám tử Tư Mị Ảnh. Tống Thu hừ một tiếng, anh rể, anh định làm như thế nào? Khiến Mị Ảnh ở Thiền Thành hoàn toàn biến mất. Sở Trần thản nhiên trả lời. Quán cà phê, Vương Uyển Lâm còn đang uống cà phê, chơi trò chơi, thỉnh thoảng miệng thổi thơm ngát, khiến Điệp Ảnh tức giận. Cạnh tranh giữa Ảm Môn và Lục Âm Môn vốn đã lớn, lúc này đây, bị người trong ngành nhìn thấy, so sánh ra thì, Ảm Môn chúng ta liền yếu hơn một bậc. Vương Uyển Lâm càng nghĩ càng tức giận, dù sao người mua vốn là tìm được Điệp Ảnh trước, nhưng bị Điệp Ảnh một mực từ chối. Vô ích đé Điệp Ảnh nhặt được một món hời lớn. Mị Ảnh là người tổng phụ trách của Lục Âm Môn ở Thiền Thành, hắn là một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi, bụng to, đeo ngồi trong văn phòng, tâm tinh cực tốt. Dương Tiểu Cần từ quảng trường Vạn Đại đi ra, cũng ngoài dự liệu của hẳn, nhưng mà, cũng không cản trở hắn kiếm tiền. Huống chi, nếu như không có biểu hiện của Dương Tiểu Cần, hắn sao có thể kiếm thêm 20 vạn. Mị Ảnh hút một điếu thuốc, đẩy cửa văn phòng ra, đi ra ngoài, phóng mắt nhìn lại, có mười mấy người ngồi ở trước mặt máy tính bận rộn, những người này, chính là người chủ đạo hiện giờ đang tạo ra cơn bão dư luận trên mạng, ngón tay của bọn họ ở trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên. Nhẹ nhàng quen thuộc. Hôm nay mọi người vất vả tảng ca, sau giờ làm việc tôi mời mọi người ăn cơm. Mị Ảnh tươi cười đầy mặt, lý do tâm tình tốt không chỉ là kiếm thêm 20 vạn, mà là ở chuyện này, hắn đại diện Lục Âm Môn, hung hăng dẫm lên Ám Môn một cước, hôm nay trong vòng một ngày, hẳn nhận được nhiều lời khen ngợi từ quản lý cấp cao của Lục Ám Môn. Có lẽ, đây là cảm giác hạnh phúc, Mị Ảnh cảm giác mặt mình giống như là một đóa hoa, cười nở rộ. Căn cứ này của Mị Ảnh nằm ở một tòa nhà dân cư ở thôn Thành Trung, 3 tầng. Lúc này, một chiếc xe từ từ dừng lại ở tầng dưới của tòa nhà dân cư. Sở Trần và Tống Thu đều chưa, ị xuống xe, yên lặng chờ đợi. Đại sư huynh, tôi đến rồi. Tin tức của La Vân Đạo Tồn truyền đến. Ước chừng 5 phút sau, Hoàng Phủ Hoa Ngọc cũng truyền đến tin tức, Sở Sư Phu, ta đến rồi. Sở Trần ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe, hãnh động. Sở Trần đẩy cửa xuống xe, lầu một của khu dân cư, có bảo vệ canh gác, thấy Sở Trần và Tống Thu đi tới, bảo vệ lập tức cảnh giác nhìn hai người, vẫy tay nói, hai người các người là ai? Làm gì ở đây? Sở Trần nhìn Tống Thu một cái, Tống Thu lập tức thầm hiểu, cười đi lên, chú ba, tôi đến tìm chú A, chú không nhận ra tôi sao? Bảo vệ sửng sốt một chút, nghi hoặc đánh giá Tống Thu, hắn có chút mơ mơ. Một giây sau, hắn từ mơ hồ ngất xỉu. Sau lưng gặp phải một kích, hôn mê bất tỉnh. Tống Thu trực tiếp kéo bảo vệ vào cầu thang. Không cần để ý đến hắn, trực tiếp lên tầng 3. Sở Trần xài bước đi lên. Tầng 3, Mị Ảnh hoàn toàn bất giác có nguy hiểm tó sao ị gần. Sau khi đi một vòng, trở lại phòng làm việc của mình, thần sắc đắc ý. Ta còn thật sự nghĩ không ra, Điệp Ảnh vì sao lại không nhận đơn này, quả thực đẻ cho ta nhặt được tiện nghi lớn. Mị Ảnh tự mình nở nụ cười. Làm nghề này của chúng ta, chỉ cần che giấu tốt bản thân, còn sự sẽ đắc tội người nào. Mị Ảnh cười tủm tỉm nhìn ngoài cửa sổ, phong cảnh thôn trong thành có chút đơn sơ, phòng ốc đều có chút cũ kỹ, nhưng Mị Ảnh cảm giác, đây, chính là giang sơn hắn gây dựng. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Mị Ảnh thần sắc có chút bất mãn nhận điện thoại, hắn đang ảo tưởng giang sơn mỹ nhân thì bị cắt đứt suy nghĩ. Lão đại, không hay rồi, chúng ta có người đập phá. Đầu dây bên kia âm thanh ồn ào, thanh âm hoảng hốt, hét lớn. Bổng dáng Mị Ảnh bất ngờ ngồi thẳng, người nào? Cố bao nhiêu người đến? Một người, âm thanh ở đầu dây bên kia hoảng loạn. Mặt Mị Ảnh tối sầm lại, mẹ nó ngươi nói với ta, chỗ của ngươi bị một người đập.
Người nọ khóc, thật sự một người, tiến vào liền đập, người của chúng ta đều không ngăn được hắn, bảo vệ của chúng ta đều bị gãy chân. Lẽ nào có lý này, người chờ chút, ta phái người đi chợ giúp ngươi. Mị Ảnh nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ cúp điện thoại, dám đụng vào Lục Âm Môn, quả thực muốn chết. Mị Ảnh tức giận đẩy cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Lúc này, cửa lớn tầng vô NS bị đẩy ra, hai đạo thân ảnh cất bước đi vào. Các người là ai? Có bảo vệ đi tới, lên tiếng quát lạnh. Sở Trần ngẩng đầu đảo qua, quy mô cũng không nhỏ a, khó trách có thể trong thời gian ngắn như vậy đạo diễn một cơn bão dư luận lởn như vậy. Vừa vặn Mị Ảnh chính diện lao ra biến sắc, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Sở Trần, đồng tử mở to, ngươi là Sở Trần. Làm nghề của bọn họ, bản lĩnh nhận người tự nhiên cao siêu, Mị Ảnh cũng không chỉ một lần thấy qua ảnh của Sở Trần. Mị Ảnh bước chân tấn tấn lui về phía sau vài bước, thanh âm quyết đoán, vung tay lên, bắt hắn lại. Bảo vệ đỡ sớm nghe tin chạy tới lập tức giống như hổ đói xông lên. Đồng thời, Mị Ảnh cũng âm thầm ra hiệu, thu thập tư liệu, rút lui. Đây là một chỗ tối, hiện tại bị Sở Trần phát hiện, tự nhiên giữ lại không được. Mị Ảnh cũng âm thầm kinh hãi, Sở Trần làm sao có thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở chỗ này. Mị Ảnh đột nhiên nghĩ đến điện thoại vừa rồi, trong lòng càng thêm ám chấn. Chuông điện thoại lại vang lên, Mị Ảnh lấy ra nhìn thoáng qua, trong lòng đột nhiên trầm thấp, đây là người phụ trách cứ điểm thứ ba gọi tới. Sở Trần chẳng lẽ còn có thể trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp tìm được vô NS cứ điểm của Lục Âm Môn ở Thiền Thành. Mị Ảnh không tin, sau khi hắn trả lời điện thoại, không có cách nào không tin. Động tác nhanh một chút, thanh âm Mị Ảnh mang theo cực cô độ khủng hoảng, không ngừng y về phía sau, thúc giục. Bóng dáng Tống Thu xông vào đám người bảo vệ, quyền cước gõ cửa, buông lỏ tay chân ra, một đám bảo vệ bi dây đánh bay ra ngoài. Thân ảnh Sở Trần xuất hiện trước mặt Mị Ảnh, sắc mặt Mị Ảnh kinh hoàng, mau ngản hắn lại, người đâu? Sở Trần cất bước đi lên phía trước, có người ý đồ đến ngăn cản, không có ngoại lệ, trực tiếp bị Sở Trần một cước đá bay ra ngoài. Phi Tiền, các người thật sự không có một chút đạo đức à? Sở Trần thong thả tiếp cận Mị Ảnh, từ tư liệu tư đò tình cho anh, chỗ anh hiện giờ là chi nhánh lớn nhất của Lục Âm Môn ở Thiền Thành, người tổng phụ trách của Lục Âm Môn Mị Ảnh, ở Thiền Thành có lẽ, chính là người trước mắt này. Người trinh là Mị Ân. Sở Trần nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt Mị Ảnh biến ảo, NSM Sở Trần mốt đường clay ngang mà đến, trong lòng kinh hãi vô cùng, đây đến tột cùng là quái thai gì a? Phải biết rằng, bảo vệ ở chỗ này, trong đó một bộ phận còn là đệ tử Lục Âm Môn, là một võ giả, nhưng ở trước mặt Sở Trần, dĩ nhiên tất cả đều không chịu nổi một kích. Sở Trần, đây là hiểu lầm, Mị Ảnh cố nén khủng hoảng trong lòng, lên tiếng khuyên nhủ, chúng ta bắt tay giảng hòa. Tôi lập tức lên mạng thanh minh tất sao 2N cá. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại, người quá nhiên không hề có nguyên tắc, thân là thám tử tư chuyên nghiệp, người không có chút đạo đức nghề nghiệp sao. Lại có một gã bảo vệ ngã xuống dưới chân Mị Ảnh. Tiểu Thu, đập vỡ tất cả thiết bị nơi này, còn có một số tư liệu, chất đống cùng một chỗ, đợi lát nữa một ngọn lửa thiêu rụi. Sở Trần phân phó, Tống Thu vẻ mặt hưng phấn, càng đánh càng dũng mãnh, đã rõ, anh rẻ. Sắc mặt Mị Ảnh trắng bệch, nhìn chằm chằm Sở Trần, Sở Trần, người rốt cuộc muốn thế nào? Sở Trần nở nụ cười, con người vô sỉ quả nhiên là không có đầu cuối. Lúc này, đối phương thế nhưng còn có mặt mũi hỏi anh muốn thế nào? Tôi cũng chỉ là lấy tiền tài của người khác, thay người khác làm việc. Mị Ảnh còn cố gắng biện giải, tôi cho mình 5 xu tiền, nhất định phải để Mị Ảnh biến mất ở Thiền Thành. Sở Trần nghiêm túc nhìn Mị Ảnh. Trong lúc bất chợt một bước dài xông lên, Mị Ảnh nổi giận, khí thế đột nhiên bộc phát, lão tử cũng đã luyện võ qua, thình thịch, Mị Ảnh mang theo phẫn nộ, thân ảnh như gió, nặng nề ngã trên vách tường, lúc rơi xuống đất trực tiếp vang lên một trận thanh âm chật khớp xương giòn, thống khổ gào thét. Còn không đợi Mị Ảnh giãy giụa đứng lên, Sở Trần đã cất bước đi lên, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Mị Ảnh, tôi có một vấn đề, người lấy tiền của ai? Sắc mặt Mị Ảnh thống khổ, co giật vài cái, chợt trả lời, tôi cũng không biết, người thuê, chúng ta chỉ nhận tiền, không biết thân phận. Sở Trần trầm ngắm một hồi, một cước giẫm lên ngực Mị Ảnh. Ua, Mị Ảnh giãy giụa, sắc mặt dần dần nghẹn đến đỏ lên, đừng, đừng, tôi nói. Sở Trần buông chản ra, Mị Ảnh thở hồn hển, ánh mắt mang theo cực độ kinh hoàng nhìn Sở Trần. Giờ khắc này, Mị Ảnh rốt cục hiểu được, Điệp Ảnh vì sao không nhận đơn này, nhất định là đã sớm biết thủ đoạn của Sở Trần.
Lão cẩu điệp ánh này hại ta. Mị ảnh trong lòng phẫn nộ gầm thét, tràn ngập hận ý. Ba cử điểm lớn đồng thời gặp phải tập kích, lúc này đây, mị ảnh tổn thất khó có thể ước lượng, chỉ sợ thật sự hoàn toàn biến mất ở thiện thành. Mị ảnh giờ phút này nghĩ, là như thế nào mới có thể thoát thân? Thân là một thám tử tư lấy bảo vệ mạng làm tiêu chuẩn, mị ảnh rất nhanh đã thành thật khai báo. Chúng tôi liên lạc qua điện thoại di động, tôi thực sự không biết danh tính cụ thể của hắn. Mị ảnh lấy điện thoại di động ra, TLM được một số điện thoại, đưa cho Sở Trần chính là số điện thoại này. Sở Trần nhìn thoáng qua, người gọi một cuộc, tôi nghe thanh âm một chút. Tay mị ảnh run rẩy một chút, nhìn Sở Trần, tôi phải nói cái gì? Tùy ngươi, mị ảnh không dám hỏi nhiều nữa, mạnh mẽ kiềm chế khủng hoảng trong lòng, gọi điện thoại. Rất nhanh, có người trả lời ở đầu dây bên kia. Ông chủ, ông nhìn xem lời bịa đặt hiện tại trên mạng, ông còn hài lòng không? Thanh âm mị ảnh bình tĩnh nhát có thể. Không tệ, mị ảnh quả nhiên có thực lực. Người nọ cười ha ha. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại. Tiền bộ thiệu, đạo thanh âm này Sở Trần tự nhiên quen thuộc. Sở Trần nghĩ đến ngày dược phẩm Bắc Trần treo biển thành lập, mấy tên này, không hết lòng gian a. Sở Trần trầm mặt, đối phương đây là khiêu khích ba lần bốn lượt. Mị ảnh cúp điện thoại, ánh mắt mang theo thấp thỏm bất an nhìn Sở Trần, tôi thật sự không có lừa anh, chính là người này. Sở Trần từ trên cao nhìn xuống mị ảnh, trong lúc bất chợt lại nhấc chân lên. Đừng mà, mị ảnh thét chói tai, cuộn minh trong thằn thẻ, hoảng sợ hô to. Tuy rằng ta biết người đặt hàng là ai, thế nhưng, trong lòng ta không hết hận. Sở Trần nhìn mị ảnh, người xem lời đồn đãi phô thiên cái địa trên mạng kia, ta nhìn rất không thoải mái. Tôi khiến chúng biến mất, mị ân ngẳng đầu, thấy máy tính đều bị Tống Thu đập vỡ, vội vàng hô to, anh cho tôi 30 phút. Tôi làm cho tin đồn không tốt trên mạng về Dương Tiểu Cần tất cả đều biến mất. Ta cho ngươi 30 phút, ta không chỉ muốn lời đồn của Dương Tiểu Cần biến mất, còn muốn các người truyền bá một tin tức. Sở Trần nhìn chằm chằm mị anh, chậm rãi nói, Diệp Thiếu Hoàng Diệp gia, Vinh Đông Tập đoàn Vinh Thị, cùng với Tiền Bộ Thiệu của Dược Phẩm Tiền Thị, ba người tương thân tương ái, như hình với bóng, Tiền Thị nghiên cứu ra sản phẩm mới là vì bọn họ đặc biệt cung cấp, nói tóm lại, bất kể là nghênh nam mà lên. Hay là tảng nam, ngươi có nửa giờ sau, hiệu quả làm ta hài lòng, ta liền không truy cứu nữa. Sắc mặt mị ảnh biến ảo, thanh âm phát run, nếu tôi đắc tội ba nhà này, ở thiền thành, tôi sẽ không có chỗ đứng. Ngươi còn muốn ở ỉ ại thiền thành? Sở Trần thản nhiên hỏi ngược lại một câu, mị ảnh nhất thời cả người giật mình, tôi lập tức đi làm. Bóng dáng mị ảnh giãy giụa đứng lên, nhanh chóng tổ chức mọi người, nhanh lên làm việc. Làm xong đợt này, chúng ta lập tức rút khỏi thiền thành. Những người còn lại không dám hẻ răng, nhao nhao gật đầu. Mị ảnh rót cho Sở Trần một ly nước, hai tay run rẩy, Sở Thiếu, uống trà. Gần như cùng một lúc, quán cà phê, đầu của điệp ảnh cơ hồ đều cúi xuống vị trí đúng quằn, thừa nhận mùi thơm trong miệng tiểu công chúa. Đã sớm nghe nói tiểu công chúa suy nghĩa và võ công rất cao, ngay cả trưởng môn cũng sợ cô ấy, điệp ảnh coi như là lĩnh giáo được. Không được. Ta thật sự không nhịn được một hơi này. Vương Uyển Lâm hừ một tiếng, ta muốn khiêu nại với cha ta. Vương Uyển Lâm cầm lấy điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại. Điệp ảnh cười khồ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng hết cách, mặc dù hắn phán đoán Sở Trần không dễ chọc, nhưng hiện tại sự thật cũng bày ra trước mắt, mị ảnh quả thật lợi dụng sự từ chối của hắn, vì lục âm môn kiếm được một khoản. Cha, năng lực làm việc của tên điệp ảnh này thật sự là bình thường a. Vư sinh Uyển Lâm đớ bãi ỉ đầu khiếu nại, điệp ảnh cúi đầu, lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, có chút không thể tin được, lau mắt mình một chút, lại nhìn thoáng qua mạng. Mắt không ngủ, Internet cũng không bị gián đoạn, nhưng tin đồn về Dương Tiểu Cẩn trên mạng lại biến mất với tốc độ cực kỳ nhanh. Mị ảnh thế nhưng dừng tay lại, điệp ảnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu nhìn Vương Uyển Lâm, tiểu công chúa, sự tình đã thay đổi. Vương Uyển Lâm hừ một tiếng, y ngươi là sự cha ta trừng phạt ngươi đi. Điện thoại di động dán chấn động một chút, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Đột nhiên đứng dậy, ánh mắt của điệp ảnh gần như ngớ ra. Thật lâu sau, điệp ảnh phục hồi tinh thần, thanh âm mang theo mừng như điên, tiểu công chúa, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Vương Uyển Lâm có chút bất mãn, cô đang khiếu nại về điệp ảnh bày ra một thái độ phối hợp tương đối hay không? Còn có thể có tin tức tốt gì? Vương Uyển Lâm tức giận nói. Trong tay tôi có một huynh đệ trà trộn vào một trong những cứ điểm của lục âm môn thiền thành,
hắn vừa mới truyền đến tin tức cho tôi, vừa rồi, ba cử điểm của Thiền Thành, cùng lúc đó bị lôi đình càn quét, tất cả đều phá hủy. Hiện tại tin tức mới mà bọn họ nhận được chính là tất cả những lời lê bôi nhọ Dương Tiểu Cẩn đều bị xóa bỏ, thay vào đó là phát tán bí mật khó tả về ba vị con cháu doanh nhân giàu có Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông và Tiền Bộ Thiệu. Thân sắc của Điệp Ảnh vô cùng phấn chấn, hận không thể hô gọi Sở Trần một tiếng cha. Điệp Ảnh đương nhiên có thể đoán được, là Sở Trần hành động. Chỉ là, mức độ hành động nhanh chóng, làm cho người ta chấn động. Sở Trần là như thế nào trong thời gian ngắn, đều tèm ra ba cử điểm của Lục Âm Môn ở Thiền Thành. Điệp Ảnh bối rối, tôi đã làm gì, tôi cần có thể làm gì? Không phải bị Tiểu công chúa mắng một ngày, hiện tại vừa vặn thay đổi sao? Môn chủ, tôi mới vừa thay đổi. Điệp Ảnh lẩm bẩm thốt ra. Điệp Ảnh, nhanh lên nhanh lên. Vương Uyển Lâm thúc giục, đừng để ý đến cha ta. Điệp Ảnh sửng sốt một chút, vừa định nói chuyện, màn hình điện thoại di động trực tiếp tối sầm lại. Điện thoại hết pin rồi. Điệp Ảnh ngẩng đầu lên, hôm nay bị Tiểu công chúa của trách một ngày, ngay cả điện thoại di động hết pin cũng không chú ý tới. Tiểu công chúa, di giúp tôi ý mượn một cục sạc dạ phóng. Sạc pin cái gì, nhìn vào đây trước. Thần sắc Vương Uyển Lâm hưng phấn, ta vừa mới điều tra bộ ý cảnh của Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông cùng với Tiền Bộ Thiệu, ba nhà bọn họ liên hợp lại ở Thiền Thành chính là một cỗ lực lượng không nhỏ, mị ảnh đầu tiên là đắc tội Tống gia, hiện tại lại đắc tội ba nhà Diệp Vinh Tiền, ta dám bảo đảm, hắn ở Thiền Thành nhất định sẽ không ở lại được nữa, chúng ta phải thừa dịp này, nhất cổ tác khí, đều đoạt lấy mọi hoạt động kinh doanh của mị ảnh ở Thiền Thành. Điệp Ảnh cũng không nghĩ nhiều. Hưng phấn gật đầu, tiểu công chúa nói rất đúng, hơn nữa chuyện không nên chậm trễ, chúng ta phải lập tức hành động. Hàng Thành, tổng bộ của Ấm Môn, một người đàn ông trung niên trợn mắt trợn to, phẫn nộ vô cùng, Điệp Ảnh, dám cúp điện thoại của ta. Hắn đang làm gì vậy? Môn chủ Ám Môn càng nghĩ càng tức, vội vàng gọi điện thoại lại, nhưng mà, đối diện đã là trạng thái tắt máy. Môn chủ Ám Môn tức giận đến hô hấp dồn dập, tức chết lão tử rồi. Môn chủ Ám Môn cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng điện thoại của Điệp Ảnh vẫn không liên lạc được. Làm sao ta lại quên được điện thoại của Tiểu Uyển? Môn chủ Ám Môn gọi điện thoại cho Vương Uyển Lâm. Lúc này Điệp Ảnh cùng Vương Uyển Lâm đã ở trên xe. Điệp Ảnh, chuyện này trước tiên đừng nói cho cha ta biết, chờ chúng ta hoàn toàn chiếm được thị trường Thiền Thành, lại cho ông ấy một kinh hỉ. Vương Uyển Lâm cười hì hì, ôi, cha ta gọi tới. Vương Uyển Lâm nhận điện thoại. Cha! Con đang làm gì vậy? Môn chủ Ám Môn thẳng thắn thẩm vấn. Vương Uyển Lâm lập tức không có lý do nào tốt, ấp úng một hồi, cha, con đang lái xe, chậm một chút nói với cha. Điệp Anh, nhanh một chút. Trước khi Vương Uyển Lâm cúp điện thoại, còn nhân tiện nói một câu, thúc giục Điệp Ảnh. Có một âm thanh mù MTJ đến từ đầu dây bên kia. Môn chủ Ám Môn cảm giác trước mắt tối sầm lại. Sau đó, một người phụ nữ đẩy cửa vào, chồng, ăn tối thôi. Không muộn, đặt vé máy bay cho tôi sẽ đến Thiền Thành. Môn chủ Ám Môn đứng lên, bóp chết Điệp Ảnh. Tòa nhà dân cư, tầng 3, mị ảnh thần sắc kinh hoàng nhìn Sở Trần, thấp thỏm không thôi. Hiện tại toàn bộ Thiền Thành đều đang đồn đại, ba vị hào môn phú thiếu Long Dương chi sở, thậm chí căn bản không cần chúng tôi thúc đẩy, bão táp liền cuốn lên. So với chuyện tình cảm của Dương Tiểu Cần và Ninh Thiếu Gia, tình yêu đích thực giữa nam với nam dường như càng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Ánh mắt mị ảnh mang theo vài phần thăm dò, chúng tôi có phải. Những thứ ở đây không được phép mang đi, các người có thể cút rồi. Sở Trần vung tay lên, hơn nữa, sau này đừng để ta ở Thiền Thành nhìn thấy các người. Khuôn mặt mị ảnh hiện lên một hồi đau lòng, lúc này đây, Lục Âm Môn tổn thất không nhỏ. Toàn bộ bố cục Thiền Thành, đều bị đốt cháy. Nhưng, có thể an toàn thoát thân, mị ảnh đã rất thô mãn, không dám nói thêm, vội ỉ vàng dẫn người rời đi. Có thể đập vỡ, đập không hết, đốt. Sở Trần phàn phó Tống Thu, đồng thời nói với La Vân Đạo Tôn cùng Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Sở Trần đi vào phòng làm việc của mị ảnh, sau khi tìm kiếm một hồi, ngồi xuống, bắt đầu suy tư. Tiền Bộ Thiệu tuy rằng mời người của Ám Môn đến theo dõi ta, nhưng mà, trên mạng lưu truyền ảnh chụp về Dương Tiểu Cẩn, tuyệt đối không phải mấy ngày đó chụp lén. Hình ảnh đã có từ lâu, chỉ cổ một người có thể, Vu Thần Môn Chủ, Ninh Quân Hà. Ninh Quân Hà ngược lại có thủ đoạn, dĩ nhiên thông qua tay kẻ địch của ta ở Thiền Thành đối phô ta. Sở Trần tự nhủ, nếu mà không phải vừa vặn Giang Ánh Đào tìm anh hợp tác, một hồi phong bão bất thình lình này muốn chân áp xuống, thật đúng là không dễ dàng.
Về phần bây giờ, đau đầu là bọn họ. Khách sạn Hoàng Đình, văn phòng. Diệp Thiếu Hoàng ngồi trên ghế văn phòng, Tiền Bộ Thiệu ngồi trên sofa, Vinh Đông suy nghĩ một chút, ngồi sát tường. Ba người đồng thời duy trì khoảng cách an toàn đầy đủ để thể hiện sự trong sạch. Nhất định là Mỹ Ánh làm, Mỹ Ảnh cầm tiền của chúng ta, lại bôi nhỏ chúng ta, bọn họ nhất định sẽ bị đồng nghiệp phỉ nhổ, bị người khinh thường. Tiền Bộ Thiệu oán hận mở miệng, còn nữa, những người này đều là kẻ ngốc sao. Lời nói không bằng chứng, bọn họ còn nhìn say sưa, nói rõ ràng mạch lạc. Bây giờ người bị phỉ báng là chúng ta. Vinh Đồng vẻ mặt tang thương, cha tôi vừa rồi gọi điện thoại nói, chờ tôi trở về, đánh gãy chân tôi. Mị Ảnh sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Diệp Thiếu Hoàng cố gắng bình tĩnh lại, nhìn Tiền Bộ Thiệu, điện thoại của hắn vẫn không liên lạc được sao. Tiền Bộ Thiệu nghiến răng nghiến lợi lắc đầu, mặc kệ như thế nào, trước tiên phát tán lực lượng của ba nhà chúng ta, truy quét, cũng phải bắt được Mị Ảnh. Diệp Thiếu Hoàng lạnh lùng nói, còn nữa, lục soát hành tung của Sở Trần một chút, tôi cảm giác, chuyện này có liên quan đến hắn, bởi vì, vẫn luôn là Tiền Thiếu Đông Phương liên hệ với Mị Ảnh. Mị Ảnh căn bản không biết tôi và Vinh Đông tồn tại, nhưng lời đồn này, rõ ràng nhằm vào ba người chúng ta. Không sai. Còn bôi nhỏ thuốc mới của gia đình tôi. Tiền Bộ Thiệu nghĩ đến lời bài đáng kia, tam đại phú thiếu là uống thuốc mới của Tiền thị, mới thân thiết yêu nhau như vậy. Tiền Bộ Thiệu không tự chủ được giật mình một cái, hắn đối với thuốc mới nhà mình có bóng ma. Tỏi nghĩ rằng chúng ta nên suy nghĩ đầu tiên làm thế nào để đè bẹp dư luận. Vinh Đông cười khổ, lấy điện thoại di động ra, hiện tại các nền tảng truyền thông lớn, không có chỗ nào không bôi nhỏ ba người chúng ta. Vinh Đông tùy tiện mở ra một cải phía trên có một tiêu đề làm cho Vinh Đồng đặc biệt cao hứng, cỏ người thay chúng ta nói chuyện. Thân thể Vinh Đông lập tức ngồi thẳng, trên thế giới này, quả nhiên vẫn có cư dân mạng không theo công chúng, tâm như gương sáng. Các người xem tiêu đề này, vì tam đại hào môn thiếu gia bất bình, Vinh Đông có loại nhìn thấy chi kỷ, nhìn thoáng qua người đảng bài này, là một cư giản mạng tên là Hạ Thiên Đích Kiếm. Hạ Thiên Đích Kiếm, các người dựa vào cái gì mắng chửi người? Đàn ông mới là tình yêu đích thực, cá nhân tôi ủng hộ tình yêu giữa ba đại thiếu gia, tôi cho bọn họ lời chúc chân thành nhất, hy vọng bọn họ đầu bạc răng long, tương thân tương ải, con cháu đầy nhà. Lời chúc phúc từ cư dân mạng nhiệt tình, khuôn mặt của Vinh Đông trong nháy mắt hoàn toàn đen lại. Ba một tiếng, điện thoại di động bị ném thẳng xuống đất, ngực trực tiếp tức giận phập phồng không ngừng, tựa vào tường. Đông tử, anh không sao chứ? Tiền Bộ Thiệu vội vàng hỏi. Ánh mắt Vinh Đông nhìn Tiền Bộ Thiệu, trong lúc bất chợt cố loại cảm giác sởn tóc gáy. Trời ơi, hắn quan tâm ta như vậy, chẳng lẽ thật sự đối với ta? Cúc áo nhỏ của Vinh Đông căng thẳng, trên trán Vinh Đông toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liếc mắt nhìn Tiền Bộ Thiệu một cái, càng cảm giác được, ánh mắt Tiền Bộ Thiệu nhìn mình, mang theo dị sắc. Đó là một ánh sáng đặc biệt, lẽ nào hắn thực sự yêu mình rồi? Vinh Đông khóc không ra nước mắt, mình có chỗ tốt, có thay đổi được không? Vinh Đông khóc không ra nước mắt, mình có chỗ tốt, có thay đổi được không? Vinh Đông ngồi thẳng người, thần thái lạnh lùng lắc đầu, tôi không sao. Anh vừa nói một cư dân mạng cổ tinh thần công lý đã nói gì? Tiền Bộ Thiệu hỏi, Vinh Đông hít sâu một hơi, kiềm chế phẫn nộ trong lòng, vừa rồi tôi bị mù, nhìn lầm rồi. Điện thoại trong văn phòng đột nhiên đổ chuông, Diệp Thiếu Hoàng nhận điện thoại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bốn ngoài khột sạn có rất nhiều người. Nói rằng họ muốn chúc phúc cho chúng ta. Tôi chúc phúc cho ông lớn hắn. Vinh Đông lập tức đứng lên, là ai nôi, tôi đi ra ngoài trừng trị bọn họ. Anh bây giờ đi ra ngoài động thù, chẳng phải là lại cho người khác lý do công kích anh sao? Tiền Bộ Thiệu nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định là Sở Trần kia mời tới. Sắc mặt Vinh Đông âm trầm, ba người lập tức trầm mặc xuống. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện hôm nay bọn họ làm đối với Dương Tiểu Cản, cùng tình huống bọn họ hiện tại gặp phải. Tương tự như thế nào? Gậy ông đập lưng ông. Đây hoàn toàn là thủ đoạn bọn họ vốn muốn đối phó Dương Tiểu Can. Có rồi, Vinh Đông trong lúc bất chợt vỗ mạnh đùi, lớn tiếng nói, Sở Trần nếu đã dùng thủ đoạn của chúng ta đối phó chúng ta, như vậy, chúng ta liền dùng cách phá của hẳn phá. Ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng và Tiền Bộ Thiệu liếc nhau. Nếu như chúng ta trốn không thoát, vậy hoàn toàn chứng minh trong lòng chúng ta có quỷ. Ngược lại, nếu chúng ta đường đường chính chính đi ra ngoài, vậy có thể đập tan lời đồn sao? Vinh Đông kiêu càng mở miệng, ánh mắt phát sảng, lần đầu tiên hắn cảm giác được mình thông minh như thế. Đông tử nói rất đúng, chúng ta trong sạch,
chỉ cần quang minh chính đại lộ diện, lời dồn tự nhiên không công tự phá. Tiền bộ Thiệu đứng lên, Diệp Thiếu Hoàng cũng gật đầu. Sở Trần chỉ sợ nảo mơ cũng không nghĩ tới, chúng ta muốn phá cục của hắn, đồng dạng đơn giản. Vinh Đông nở nụ cười, ba người cùng nhau bước ra khỏi văn phòng. Tầng 1 của khách sạn Hoàng Đinh, giờ phút này quả thật tụ tập không ít quần chúng hóng chuyện. Nghe nói nơi này là nơi ba vị hào môn thiếu gia thường xuyên gặp nhau. Tổ ấm của Diệp thiếu gia, an toàn. Manh nói lát nữa có thể xuất hiện hình ảnh ba người bọn họ tay trong tay đi ra hay không? Cay mặt, không ít người đều nhàn rỗi vô sự, vây xem náo nhiệt. Tất nhiên, có một phần của đó, được mời đến với vai quần chúng. Cách cửa Hoàng Đình không xa, một chiếc xe dừng lại. Anh rể, sao đột nhiên anh lại muốn em tới đây? Tống Thu tò mò, đây là một nơi tuyệt vời a. Sở Trần khẽ cười, nhìn cửa Hoàng Đình, anh bị bùa trấn hồn phong ấn 5 năm, một khi tỉnh lại, chính là ở cửa Hoàng Đình, trí nhớ của Sở Trần phảng phất lập tức trở lại đêm xính nhật lần thứ 23 của Tống Nhàn. Tôi đang chờ họ ra ngoài, tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại, nơi này nhiều người như vậy, bọn họ dám đi ra. Tống Thu sửng sốt, quảng trường vạn đại càng nhiều người, Dương Tiểu Cần không phải vẫn đi ra sao? Sở Trần cười tủm tỉm nói, bọn họ khẳng định cũng có thể nghĩ đến, biện pháp phá cục diện tốt nhất, chính là đường đường chính chính đi ra, nghiền nát lời đồn bên ngoài. Tống Thu lập tức không chịu được, bọn họ đây là bắt trược anh rể. Vậy anh rể, chúng ta làm gì ở đây? Xem họ có can đảm để đi ra ngoài để phá cục diện không? Tất nhiên là không. Trong tay Sở Trần lấy ra một tấm bùa, cậu đọc sách ít, biết học đòi một cách phụng về không. Tống Thu, Thanh Phong đạo trưởng quả thật thần thông quảng đại, nắm giữ ngày sinh tháng đẻ của không ít con cháu phú hào ở Thiền Thành. Sở Trần cười cười, anh cũng là thử hỏi Trương đạo trưởng một chút, có thể lấy được ngày sinh nhật của một trong ba vị con cháu phú hào này hay không. Kết quả chưa tới 10 phút, Trương đạo trưởng đều gửi ngày sinh tháng đẻ của ba người Diệp Thiếu Hoàng cho Sở Trần. Vậy cũng bình thường. Đạo trường Thanh Phong ở Thiền Thành nổi danh là cao nhân đắc đạo, rất nhiều phú hào đều tìm hắn xem bói xem phong thủy. Tống Thu tò mò NSLN Sở Trần, anh rể tấm bùa trong tay anh, có ích lợi gì? Đây là ngày sinh nhật của Vinh Đông. Sở Trần nói, trong ba người, tinh thần Vinh Đông yếu nhất, dễ dàng khống chế nhất, Tiểu Thu, cho cậu xem một chút, nhân thuật của cửu huyền linh. Sở Trần trong lúc bất chợt lại sinh ra một trận cảm giác quen thuộc, lúc trước khống chế Tống Khánh Long. Cũng vừa vặn là ở cửa Hoàng Đinh. Ánh mắt Tống Thu phát sáng, tràn ngập chờ mong, cười hắc hắc, xem ra, anh đã an bài bọn họ rõ ràng. Trong đám người, đột nhiên vang lên một trận sao động. Diệp thiếu gia ra rồi, Tiền thiếu gia cũng ra rồi, Vinh Đông cũng ra rồi, thanh âm quát to lên. Vinh Đông vừa lúc nghe thấy, sắc mặt tối sầm, Vinh Đông ta làm sao không xứng với hai chữ thiếu gia. Ba người ngẩng đầu ưỡn ngực, phong thái hiên ngang. Thần sắc thản nhiên xuất hiện ở cửa Hoàng Đinh. Tôi biết có tin đồn trực tuyến về ba chúng tôi chỉ muốn nói một câu. Ánh mắt Diệp Thiếu Hoàng nhìn quanh cả thành, thản nhiên nói, chúng ta có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những người tung tin đồn. Diệp Thiếu gia nói rất hay, tôi tin tưởng Diệp Thiếu gia. Diệp Thiếu gia làm sao có thể thích Vinh Đông? Diệp Thiếu gia tự mình xuất hiện bác bỏ tin đồn, vậy thì càng có sức thuyết phục. Tôi đã sớm nói rồi, bạn gái cũ của Diệp Thiếu gia vô số. Làm sao có thể đột nhiên thích đàn ông? Một chiêu này quả nhiên hữu dụng. Khuôn mặt Tiền Bộ Thiệu đã toát ra nụ cười, chính là, thanh giả tự thanh, lời đồn đãi bên ngoài tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi. Vinh Đông đứng bên cạnh Tiền Bộ Thiệu, Tiền Thiếu nói rất đúng. Vinh Đông vừa định tiếp tục mở miệng, đột nhiên thân hình hơi chấn động, ánh mắt trở nên có chút mê ly, hắn lấy hết dũng khí, hướng mọi người nói, có đôi khi, niềm vui của đàn ông chính là đơn giản như vậy. Nói xong, Vinh Đông cầm tay Tiền Bộ Thiệu, nhanh chóng hôn lên mặt Tiền Bộ Thiệu một cái, sau đó toát ra nụ cười hạnh phúc. Hình ảnh trong nháy mắt đã bị dừng hình, cả người Tiền Bộ Thiệu tiến vào trạng thái mông lung, vô số dấu chấm hỏi bay lên trong đầu hắn, cuối cùng dần dần hình thành hai chữ to. Mẹ kiếp, Tiền Bộ Thiệu đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng lau một chút chỗ bị hôn trên mặt, mở to hai mắt, anh làm gì vậy? Tôi muốn hôn, ánh mắt Vinh Đông đang giãy giụa. Nhưng miệng không khống chế được nói một câu này, thân thể lại càng thành thật, nhào về phía Diệp Thiếu Hoàng. Đám người trực tiếp xôn xao. Một giây sau, không ít người trực tiếp hưng phấn lấy điện thoại di động ra. Vốn tôi còn tưởng rằng là lời đồn, không ngờ lại là thật. Quá bạo rồi, Vinh Đông, không có người đàn ông tôi không thể có được.
Cửa khách sạn Hoàng Đình lập tức sôi trào. Diệp Thiếu Hoàng cũng luống cuống tay chân trong một lúc, đột nhiên một đá phi ra ngoài, nhưng Vinh Đông lại tránh né quỷ dị, bay nhào tới, ôm lấy Diệp Thiếu Hoàng, dừng lại ỉ loạn thân. Camera của điện thoại di động liền hướng về phía này, đám đông phát ra những thanh âm vô cùng phấn khích. Tin tức lớn, mắt thấy là thật, không ít người vì trực tiếp tin tức, đều không kịp chờ đợi đã đem video truyền ra ngoài. Thực truy, Thiền Thành Hào Môn Tam Đại Thiếu Gia, vậy mà thật sự có một mối liên hệ này. Thiếu gia tập đoàn Vinh Thị dám yêu dám hận, khiến người bội phục. Bọn họ thật là hạnh phúc, hiện trường một mảnh hỗn loạn, bảo an vội vã đuổi người ra, mấy người cùng một chỗ đè Vinh Đông lại. Tiền Bộ Thiệu lúc này vô cùng tức giận, phẫn nộ nhìn chằm chằm Vinh Đông, quát, mày bị điên rồi. Diệp Thiếu Hoàng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lần này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Vinh Đông, Diệp Thiếu Hoàng tức giận hét lên, mày vừa rồi làm sao vậy? Vinh Đông ánh mắt tràn đầy u oán nhìn Diệp Thiếu Hoàng cùng Tiền Bộ Thiệu, vậy nên, tình yêu sẽ biến mất sao? Diệp Thiếu Hoàng và Tiền Bộ Thiệu sắp tức hộc máu, đem hắn nhốt lại, để cho người của tập đoàn Vinh Thị dẫn hắn về. Diệp Thiếu Hoàng khuôn mặt vô cùng phẫn nộ, cổ gân xanh nối lên, hắn lần đầu tiên thất thố như vậy trước mặt công chúng, tối nay, thực sự đã mất hết mặt mũi. Diệp Thiếu, chúng ta quay lại đi. Tiền Bộ Thiệu bắt đầu lùi lại. Mọi người bên ngoài liên tục chụp ảnh, điều này khiến Tiền Bộ Thiệu cảm thấy hoảng sự không thể giải thích được. Diệp Thiếu Hoàng sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị quét qua đám người, thanh giả tự thanh, kẻ nào dám tung tin đồn thất thiệt, ta nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Sau một tiếng hừ lạnh, Diệp Thiếu Hoàng phất tay áo, xoay người bước vào khách sạn. Tiền Bộ Thiệu cũng vội vàng theo sau. Hai người vừa bước vào đại sảnh khách sạn thì bên ngoài đà vang lên tiếng cười. Thanh giả tự thanh. Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta tất cả đều bị hoa mắt? Kỳ thật giữa nam nhân cũng có tình yêu đích thực, chỉ cần bọn họ dũng cảm thừa nhận, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người chúc phúc cho bọn họ. Diệp Thiếu Hoàng cùng Tiền Bộ Thiệu cộng lại, cũng còn không bằng Vinh Đông một người, Vinh Đông mới là chân chính nam nhân. Trong xe, Tống Thu dùng điện thoại di động xem liên tiếp tin tức mới, nhìn Sở Trần với vẻ mặt không tin. Sở Trần đem linh phù thu hồi. Anh rể, anh vừa nói, cái này gọi là gì? Tuy rằng Tống Thu biết khả năng vẽ phù của Sở Trần rất mạnh, nhưng thao tác như vậy, thực sự rất kinh người. Cửu huyền linh nhân thuật, Sở Trần nở nụ cười, thế nào, đã mở mang tầm mắt ra rồi sao? Quả thực giống như mở ra một thế giới mới vậy. Đôi mắt Tống Thu tràn đầy ao ước, kỳ môn thế giới, thật quá thần kỳ. Kỳ môn thuật, bác đại tinh thâm, ta cũng chỉ là chạm đến da lông thôi. Sở Trần nói, đi thôi, trường kịch đã kết thúc, vừa rồi một tuồng kịch kia. Đầy đủ để Diệp Thiếu Hoàng bọn hắn đau đầu một trận. Xe chạy ngược về hướng biệt thự nhà họ Tống. Toàn bộ quá trình, ánh mắt Tống Thu vẫn không che giấu được sự hưng phấn. Lần này phát sinh sự tình, đối với Tống Thu mà nói, nó như là một loại cây LCS động cực lớn. Đầu tiên là Vạn Đại Plaza đột biến ngoài ý muốn, sau đó là sự xoay chuyển của Dương Tiểu Cần, sau đó là hàng loạt đòn phản công của Sở Trần. Nội tâm Tống Thu giống như muốn ăn no thỏa mãn. Anh rể, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Bất cứ giây phút nào Tống Thu cũng theo đuổi cảm giác tham dự. Về nhà, ăn canh, tắm rửa, đi ngủ. Sở Trần vừa nói xong, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng, kém chút quên, còn muốn cùng Hoàng Phủ Minh Chủ nghiên cứu thảo luận một chút cửu hương quyền. Hoàng Phủ Minh Chủ thất hưởng quyền danh chấn quyền giới Dương Thành, anh rể cửu hương quyền. Tống Thu ánh mắt mang theo khát vọng, cậu nếu muốn học, có thể cùng một chỗ luyện tập. Sở Trần đương nhiên hiểu được ý tứ của Tống Thu. Tống Thu hưng phấn, đạp ga, được rồi. Một đường nhanh như điện chớp. Vừa trở lại Tống gia, quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, mẹ vợ đã nấu canh. Cậu cùng Hoàng Phú Minh Chủ đi ra Mai Hoa Thung làm nóng người trước, ta uống canh đã. Sở Trần phát hiện mình thời gian dần qua đều yêu thích mỗi chén canh vào ban đêm. Nhan Nhan mấy ngày này thật vất vả hiện tại vẫn chưa về. Sở Trần gọi điện thoại hỏi. Tống Nhan đang trên đường về nhà. Trận sóng gió này, bất luận là chế dược Bắc Trần hoặc là Tiền Thị Tân Dược, đều chịu ảnh hưởng, giữa song phương, vẫn là muốn vứt lưỡi lê. Trong khi Sở Trần đang uống canh, Tô Nguyệt đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi. Mẹ, có chuyện gì sao? Sở Trần hỏi, Tô Nguyệt thở dài một hơi, còn không phải là hai đứa con bất hiếu kia lại tới sao? Nghe vậy, Sở Trần lông mày không khỏi cau lại, hắn đối với hai người chị gái của Tống Nhan. Không có nửa phần hảo cảm. Bọn họ, lại muốn làm gì?
Sở Trần nhẹ giọng hỏi. Bọn nó đến cầu xin ta, hy vọng con đừng vì sự tình lúc khai trương Bắc Trần mà trả thù bọn họ. Tô Nguyệt với ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của mình và hai cô con gái lại đến nước này. Nhưng hành động của họ trong ngày Bắc Trần khai trương đã hoàn toàn chạm đến ranh giới cuối cùng của tất cả mọi người trong Tống gia. Sở Trần tươi cười đứng lên, mẹ, ngài cũng không cần khó xử, con nói thật, dùng Trương gia cùng Lâm gia, còn chưa có tư cách để con trả thù, con sẽ không để ý tới bọn họ. Nói xong, Sở Trần liền đi ra ngoài. Tô Nguyệt NSLN bóng lưng Sở Trần, ánh mắt nhất thời phát sáng. Đây là tam cô gia mà trước nay bị coi thường nhất, người con ở rể nhặt ở ven đường, nhưng lại A chính là người đưa Tống gia Lê đến độ cao này. Bây giờ thương vong thiền thành, không người nào dám tùy tiện đắc tội Tống gia, trừ mấy gia kia, những người còn lại đều phi thường cho Tống gia mặt mũi. Tất cả những điều này đều là do tam nữ tế Sở Trần mang lại. Sở Trần vừa mới một câu, cũng chính là sáng tỏ lực lượng của Sở Trần. Bây giờ Tống gia, xưa đâu bằng nay. Sở Trần đi ra khỏi đại sảnh, chẳng mấy chốc đã đến Mai Hoa Thung. Hoàng Phủ Hòa Ngọc đang đấu với Tống Thu, thực lực của Tống Thu kém xa so với Hoàng Phủ Hòa Ngọc. Tuy nhiên, kỳ lân bộ pháp của cậu khiến Hoàng Phủ Hòa Ngọc trông mà thèm. Hoàng Phủ Hòa Ngọc Thu cùng Tống Thu đối chiến, thực lực của hai người đều có thể nói trong đối chiến đạt được hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Nhìn thấy Sở Trần đi tới, hai người đồng thời dừng lại, nhảy xuống. Anh rể, Tống Thu nhìn Sở Trần mặt mũi đầy mong đợi. Sở Trần gật đầu nhìn Hoàng Phủ Hòa Ngọc, Hoàng Phủ Minh Chủ, nay cũng đã vất vả ngài. Tiện tay mà thôi, Hoàng Phủ Hòa Ngọc cười hờ hững. Không nói chuyện phiếm nữa, để tôi biểu diễn cửu hưởng quyền một lần. Sở Trần nhảy lên, đứng trên Mai Hoa Thung. Đôi mắt của Hoàng Phủ Hòa Ngọc ngay lập tức nóng lên, bàn tay của ông khẽ run lên vì phấn khích. Cửu hưởng quyền, mặc dù danh tự bên trên nghe lên là so với thất hưởng quyền nhiều hơn hai quyền, thế nhưng mà, lại khác biệt về bản chất. Từ nhất hưởng đều đã không giống. Sở Trần vừa nói xong, thân ảnh ngay dưới ánh trăng, chân đạp Mai Hoa Thung, đột nhiên mà động. Dưới ánh trăng, một tiếng sấm rền, chấn động địa. Nhát hưởng, Sở Trần thả chậm động tác, mỗi một quyền kích ra, đều như là đánh trúng tấm thép, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, đinh tai nhức ộc. Bên tai cả Hoàng Phủ Hỏa Ngọc cùng Tống Thu còn quanh quẩn thanh âm của Sở Trần, là khẩu quyết quyền pháp cửu hưởng quyền. Hẳn là Tống Thu. Cùng người chìm đắm thấn hưởng quyền mấy chục năm Hoàng Phủ Hòa Ngọc, giờ phút này đều có loại đột nhiên thông suốt, cảm giác mở ra thế giới mới. Nguyên lai, chân chính cửu hưởng quyền, khác xa so với thất hưởng quyền ta học, huyền diệu hơn rất nhiều. Hoàng Phủ Hòa Ngọc kích động đến run rẩy, ngay giờ phút Sở Trần đánh ra nhất vang, liền không u ỏng công hắn những ngày này ở đây, một mực ở Tống ra đau khổ chờ đợi. Sở sư phó nói đúng, từ nhất hưởng bắt đầu, liền hoàn toàn không giống. Hoàng Phù Hòa Ngọc mặc dù phấn chấn kích động, con mắt một mực nhìn chằm chằm Sở Trần, nhưng vẫn vững vàng ghi nhớ mỗi một cái động tác của Sở Trần, đối với một võ giả mà nói, đây là thao tác cơ bản. Đôi mắt Tống Thu cũng tràn ngập ánh lừa, hắn bắt đầu tưởng tượng, cửu hưởng quyền phối hợp kỳ lân bộ pháp, có thể bộc phát ra cỡ nào uy lực cường đại. Tống Thu giờ phút này đối với việc Minh tấn cấp Tông Sư tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, Tống Thu trong mắt Tông Sư... Là thế tục quyền giới xưng tông sư, tại giới võ giả mà nói, liền còn cách xa không có bước vào. Võ giả giới, mãi về sau, mới xưng là võ đạo tông sư. Nhất hưởng, nhị hưởng, tam hưởng, thân ảnh Sở Trần dừng lại, nhảy lên nhảy xuống Mai Hoa Thung, đêm nay tạm thời cũng chỉ luyện ba quyền, các người cùng nhau nghiên cứu thảo luận đi. Sở Trần đã nhìn thấy xe của Tống Nhan trở về, bôi lão bà là việc quan trọng nhất, không đợi hai người đáp lại. Sở Trần đã trở lại biệt thự của mình. Tống Nhan thân thể có chút mệt mỏi, cố ngồi ở trên sofa xoa nhẹ thái dương. Bà xã à, để anh xoa bóp cho em. Sở Trần bất giác ngồi sau lưng Tống Nhan, Tống Nhan đang định nói thì cảm giác thoải mái thoát ra từ đầu ngón tay của Sở Trần. Cô khẽ mấp môi, nhưng không từ chối, mặc cho ngón tay Sở Trần xoa nhẹ. Sau khoảng 10 phút, Tống Thu cảm thấy bớt mệt mỏi đi rất nhiều, không khỏi nở nụ cười. Sở Trần, công phu này của anh cũng khá tốt. Nếu bà xã thích, ngày nào anh cũng có thể xoa bóp cho em. Sở Trần cười dịu dàng, vừa định nói tiếp thì điện thoại trên bàn vang lên. Sở Trần có chút không tình nguyện nhấc điện thoại, nhìn thấy số người gọi, hắn liền nâng cao tinh thần, nhanh chóng trả lời điện thoại, Tiểu Mặc, bên đó tình huống như thế nào? Hắn một mực chờ đợi tin tức của Ninh Tử Mặc. Sở Thúc, cảm ơn. Giọng nói của Ninh Tử Mặc truyền đến. Sở Trần giật mình,
lập tức nghĩ đến Ninh Tử Mặc hẳn là đã biết sự tình phát sinh hôm nay, trượt cười, lắc đầu, không có việc gì, Tiểu Cần có thể đi ra một bước này, đó cũng là do cô ấy có được dũng khí lớn lao, còn có, trái tim yêu cậu nữa. Sở Thúc, bằng hữu của Thúc đối, với tập đoàn Thiên Nghiệp thẩm thấu thật sâu, Ninh Tử Mặc thanh âm trầm thấp, hôm nay cháu đã kiểm tra rất nhiều thông tin về tập đoàn Thiên Nghiệp, chắc chắn hải vận của tập đoàn Thiên Nghiệp có vấn đề, nhưng đêm nay cháu cũng đã thử kiểm tra một chút, nhưng cháu không thể tiến vào khu vực sâu hơn để kiểm tra tin tức. Đối với bến tàu nơi cháu đang đứng bây giờ, cháu ước tính một cách thận trọng, có 3 võ giả tiên thiên đang canh gác tại đây. Con người Sở Trần hơi hơi đông cứng lại, vậy thì, bằng hữu đó của ta, có phái võ giả tiên thiên qua đó không? Không có, Ninh Tử Mặc đáp, Sở Trần bất đắc dĩ. Dù sao cũng là cục đặc chiến, vậy mà ngay cả một võ giả tiên thiên cũng không phái qua. Sở Trần quyết định mai mình phải tìm Giang Ánh Đào khiếu nại một chút, để cô ta hướng thượng cấp thỉnh cầu điều động võ giả tiên thiên tới trợ trận. Tiểu Mặc, cậu phải che giấu thân phận của mình thật tốt, chớ có hành động hấp tấp. Sở Trần cản dặn, thần sắc trịnh trọng, lấy thủ đoạn của tập đoàn Thiên Nghiệp, một khi phát hiện Ninh Tử Mặc, nhất định sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu, không hề nghi ngờ. Cháu sẽ cẩn thận, Ninh Tử Mặc tiếp tục báo cáo, đúng rồi, nay cháu còn nhìn thấy Tổng Giám Đốc Thủy Sản Dương Thị, Thiên Nghiệp Tổng Giám Đốc Trương Thành, nay cũng ở nơi đây, bọn hắn dường như đang thảo luận sự tình gì đó tại đây. Con người Sở Trần co rụt lại, hắn buột miệng nói, bọn họ đang nói về hàng mới. Sở Trần dừng một chút rồi nói tiếp, hành vi phạm tội buôn lậu người sống trên biển của tập đoàn Thiên Nghiệp, đây là hợp tác cùng với Thủy Sản Dương Thị, ông chủ của hai công ty này đột nhiên gặp nhau, ta nghi ngờ rằng có lẽ là do có hàng mới. Sở Trần cũng nghĩ đến suy đoán trước đó, một nhóm vật thí nghiệm, đoán chừng sẽ rất nhanh đưa tới. Hồi lâu, Ninh Tử Mặc khẽ nói, Sở Thúc, Thúc không ở nơi này, nhưng có vẻ giống như biết còn nhiều hơn cả cháu. Sở Trần cân nhắc một lúc, nhưng vẫn nói thật với Ninh Tử Mặc, Dương Khiêm, Tổng Giám Đốc của Thủy Sản Dương Thị, là cha nuôi của Tiểu Cần. Đầu bên kia điện thoại, Ninh Tử Mặc có loại cảm gì ác tinh phích lịch, khó có thể tin, Sở Thúc, cái này. Ta nay mới tra được tin tức, có một ít chuyện cũng là phát sinh về sau, cái này do chính miệng Tiểu Cần nói. Sở Trần nói cho Ninh Tử Mặc về những gì đã xảy ra với Dương Tiểu Cần. Dương Khiêm lão cẩu, thật độc ác, Ninh Tử Mặc nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, Tiểu Cần cùng hắn sẽ không còn bất cứ cái gì liên quan, ta nhất định phải tra được chứng cứ phạm tội của bọn hắn, đem bọn hắn ra công lý. Tiểu Mặc, ta cho cậu biết những cái này, cũng không phải muốn cậu hành sự lỗ mãng, chỉ là nhắc nhở cậu, nhất định phải cẩn thận Dương Khiêm người này, còn có, vì Tiểu Cần, cậu có thể liều mình. Cũng phải bảo mệnh thật tốt, cô ấy chỉ có một người thân là cậu. Sở Trần ngữ khí nghiêm túc. Sở Thúc, cháu hiểu rồi, cháu sẽ cẩn thận. Ninh Tử Mặc gật đầu. Ta có dự cảm, bọn hắn nhất định giao dịch thời gian tới. Sở Trần nghiêm nghị nói, lúc này, lực phòng ngự của bọn hắn cũng sẽ cao nhất. Nhiệm vụ điều tra cụ thể, cậu giao cho bằng hữu của ta, bọn hắn là người chuyên nghiệp. Còn có, cậu phải chú ý chính là, nếu như bọn hắn thật sự chuẩn bị giao dịch, đã Dương Khiêm cùng Trương Thành đến, như vậy, Ninh Quản Hà, cũng có khả năng sẽ tới. Sở Trần nghĩ đến Vu Thần môn chủ mất tích, Ninh Quân Hà. Rất có thể Ninh Quân Hà cũng sẽ tiến về bằng thành. Nói tóm lại, hết thảy hãy cẩn thận. Trong lòng Sở Trần nhất thời có chút lo lắng. Trên bến tàu Thiên Nghiệp kia, đã có sẵn 3 võ giả tiên thiên ngoài sảng, chỗ tối lực lượng hẳn cũng không ít. Ninh Tử Mặc đơn thương độc ma một mình, thực sự quá mức nguy hiểm. Cúp điện thoại xong, Sở Trần vẫn có chút không yên lòng. Thiên Thành bên này, phong bạo vẫn còn không có ngừng, Ninh gia từ một nơi bí mật gần đó lúc nào cũng có thể ỉ ải phát động công kích, Sở Trần nhất định phải lưu lại tọa trấn Thiên Thành. Thất sư độ, Sở Trần nghĩ đến đạo sĩ La Vân Đạo Tôn, liền gọi điện cho La Vân Đạo Tôn, thất sư đệ, trước hết, đệ đi một chuyến tới bằng thành, mấy ngày nghỉ còn lại, đệ liền lưu tại bằng thành đi, chờ tới lúc đệ muốn trở về, lại trở lại mang Vô Ưu cùng Mạc Lão đi là được. Sở Trần thậm chí còn muốn La Vân Đạo Tôn ở lại. Dưới mắt thế cục khó bề phân biệt, lúc nào cũng có thể sẽ có đại chiến bộc phát, bên cạnh hắn cần La Vân Đạo Tôn dạng này tông sư tỏa chấn. Đáng tiếc, cửu huyền môn ngăn cách với đời, còn có sơn môn trận pháp ngăn cách, không cách nào trực tiếp dùng công cụ thông tin liên lạc. Điện thoại di động của La Vân Đạo Tôn vẫn là Sở Trần đêm đó thấy La Vân Đạo Tôn dùng bút vẽ chân dung Ninh Quân Hà, đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Dựa theo quy củ cửu huyền môn, La Vân Môn nhất định phải trở về.
đến lúc đó để thất sư đệ trở về báo danh, sau đó lại trở về. Sở Trần tự nói, nếu không, anh chỉ có thể trông cậy vào phái cường giả cục đặc chiến xuất chiến. Sở Trần tin, Đường Đường là bộ phận hoạt động đặc biệt chính thức của Trung Quốc, không thể sẽ không có cường giả trấn rũ một. Sau khi nói phương thức liên lạc của Ninh Tử Mặc cho La Vân Đạo Tôn, Sở Trần cúp điện thoại, hiếm thấy thấy Tống Nhan thế nhưng không đọc sách, mà là chơi điện thoại di động. Hành động này của Vinh Đông, nhất định là tác phẩm của anh. Tống Nhan nhìn Sở Trần, cỏ đã biết qua bùa cùng thủ đoạn trận pháp của Sở Trần, biết Sở Trần thật sự có được một ít thủ đoạn đặc biệt mà người thường không có. Kỳ môn pháp thuật, đây là cửu huyền linh nhân thuật. Sở Trần nhìn Tống Nhan, nháy mắt mấy cái, chỉ cần anh viết trên bùa ngày sinh tháng đẻ của em, lại thông qua thủ pháp đặc thù, có thể khống chế thân thể cùng ngôn ngữ của em, ví dụ như, anh có thể khiến em gọi một tiếng cha. Tống Nhan, cút, Tống Nhan cầm lấy một cái gối ôm trên sofa ném về phía Sở Trần. Anh chỉ là lấy ví dụ, Sở Trần vội vàng giải thích, cũng không nhất định là cha, em có thể gọi là ông xã. Khóe miệng Tống Nhan giật giật một chút, mặc dù Sở Trần nói không đứng đắn, nhưng Tống Nhan quả thật có thể cảm nhận được thủ đoạn này của Sở Trần có chỗ thần kỳ, càng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Vì vậy, ngày sinh tháng đẻ của một người là đặc biệt quan trọng, liên quan đến số phận của một người. Sở Trần dùng giọng điệu của lão thần côn, nửa thật nửa giả nói, trong truyền thuyết dân gian, mỗi người, đối ứng với minh giới đều là một đóa hoa trong minh hà, hoa hồng đại diện cho con gái, hoa trắng đại diện cho con trai, vận mệnh cả đời người, liền có liên quan đến đóa hoa kia. Tống Nhan không tin, chuyện vô căn cứ. Sở Trần cười ha ha, cái gọi là nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tin thì có không thì không, chỉ nhìn ý muốn ban đầu của cá nhân. Nhưng đối với kỳ môn mà nói, nắm giữ ngày sinh tháng đẻ, tương đương với bóp chặt mạch máu của đối phương, ví dụ như loại thủ đoạn này cửu huyền linh nhân thuật. Sở Trần cười tủm tỉm nhìn Sở Trần, còn có càng thêm huyền bí, đổi mạng nói, nối được minh hà, tìm được một đóa hoa của em, lấy đi và thay bằng của người khác, liền đảo lộn vận mệnh của hai người các người. Ví dụ như một người vốn là con cái nhà giàu, sau khi bị thay thế thành số mệnh ân mày, chắc chắn sẽ gặp phải kiếp nạn lớn, nhà tan cửa nát, trở thành ăn mày. Tống Nhan cảm giác cánh tay nổi một trận da gà, anh đừng nói nữa. Ha ha ha, kỳ thật đều là dân gian lưu truyền một ít chuyện xưa mà thôi. Sở Trần cười nói, anh chỉ là nhắc nhở bà xã anh một chút, ngàn vạn lần không thể dễ dàng cho người ta biết ngày sinh tháng đẻ của em, những lời này là nghiêm túc. Tống Nhan lườm Sở Trần một cái, rình một tiếng, nói như vậy, anh vừa rồi nói cũng không phải đứng đắn a. Tống Nhan đứng lên, em đi tắm rửa đi ngủ. Sở Trần nhìn bóng lưng thướt tha của Tống Nhan, bà xã, cùng nhau tắm a. Anh không có cái mệnh này, trừ phi anh đi sửa đi. Sở Trần, học rất nhanh. Đêm khuya vắng vẻ, Thanh Phong Quan, nằm trên một ngọn đồi ở phía đông nam của Thiền Thành. Đường núi quanh co, hai lán xe, một đường có đèn dẫn đến Thanh Phong Quan. Một chiếc xe ben màu đen dừng lại trước Thanh Phong Quan. Đến rồi, thanh âm của một người phụ nữ vang lên, đông tử, xuống xe, không sao, dề cho Thanh Phong đạo trưởng trừ tà cho con, lại cầu một cái bùa hộ mạnh. Bất luận yêu ma quỷ quái nào cũng đừng mơ tưởng đến gần thân thể của con. Một thanh niên hai chân run rẩy xuống xe, mắt mũi sưng bầm, chính là người đàn ông thật sự Vinh Đông, nghênh nam mà lên. Vết thương trên mặt có là tại khách sạn Hoàng Đình. Vinh Đông không trách Diệp Thiếu Hoàng sai người dạy dỗ hắn, nếu là đồi người khác, đã sớm băm hắn thành 18 miếng cho chó ăn. Người phụ nữ là mẹ của Vinh Đông, Trương Cầm. Trương Cầm vẻ mặt đau lòng nhìn Vinh Đông, sau khi bà chạy tới Hoàng Đình. Nghe nhiều lần Vinh Đông nói chuyện mình gặp phải, cuối cùng xác định, Vinh Đông nhất định là bị tà vật nhập vào cơ thể, che đậy tâm thần, mới có thể ở cửa Hoàng Đình nói lung tung, hành động không chịu sự khống chế của Minh. May mắn Diệp Thiếu Hoàng kịp thời khống chế con, nếu không, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trương Cầm thở dài một tiếng, đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn cũng không để nó phải lo lắng, vốn tưởng rằng sau khi đi theo Diệp Thiếu Hoàng có thể tốt hơn một chút. Nhưng thật không ngờ, đêm nay lại truyền ra tin đồn như vậy. Mẹ, Thanh Phong đạo trường thật sự linh sao? Chân Vinh Đông khập khiếng đi theo, loại cảm giác tối nay, khiến hắn cực độ sợ hãi, hắn không dám trải qua một lần nữa. Nhỏ tiếng một chút, đừng nghi ngờ Thanh Phong đạo trường. Trương Cầm đã đi tới trước cửa Thanh Phong quan, gõ nhẹ cửa lớn. Một lát sau, một thanh niên trẻ mở cửa. Xin chào, chúng tôi có việc thỉnh giáo Thanh Phong đạo trường. Trương Cầm ngày thường cũng là người phụ nữ vô cùng ngang ngược ương ngạnh, nhưng giờ phút này, ở Thanh Phong Quan,
bà bày ra tư thái vô cùng thấp, trong lòng Trương Cầm thật sự kính trọng Thanh Phong đạo trưởng. Thanh niên trẻ tuổi nói, sư phụ nói, để cho các người trở về đi. Vừa dứt lời, sắc mặt Vinh Đông không khỏi biến đổi mạnh mẽ, Thanh Phong đạo trưởng biết chúng tôi tới. Tất cả đều nằm trong dự liệu của sư tôn. Thanh niên trẻ tuổi tiểu đạo nói, thời gian không còn sớm, đường núi quanh co, các người vẫn nên về trước đi. Trương Cầm nóng nảy, nhờ cậu, để tôi gặp Thanh Phong đạo trường, bảo ngài ấy ra tay cứu con tôi. Thanh niên trẻ tuổi tiểu đạo nhìn thoáng qua Vinh Đông, do dự một chút, nhìn không được Trương Cầm nhiều lần cầu xin, các người chờ một chút, tôi đi hỏi sư phụ. Một lát sau, thanh niên trẻ tuổi tiểu đạo quay lại, sư tôn đáp ứng gặp các người rồi. Trương Cầm mừng rỡ, kéo tay Vinh Đông đi vào, đồng thời một bên nhắc nhở Vinh Đông, sau khi vào, không được nói lung tung. Người khác, y khuôn mặt Vinh Đông biến ảo vài y cái, gật gật đầu, sắc mặt tái nhợt, y chẳng lẽ bên người Sở Trần có y tả vật. Vinh Đông cảm giác được một trận sờn tóc gáy. Khi người bị khống chế, suy nghĩ của người có phải là tỉnh táo, nhưng cơ thể và ngôn ngữ không nằm ngoài tầm kiểm soát của người. Thanh Phong đạo trường thản nhiên nói, người giống như đang nhìn mình bằng góc độ của người khác. Tâm thần Vinh Đông chấn động, vội vàng gật đầu, đạo trường nói rất đúng, chính là như vậy, đạo trưởng có biện pháp trừ tà vật. Vinh Đông hoàn toàn tin, cảm nhận này của Thanh Phong đạo trường, hắn chưa từng nói qua với bất luận kẻ nào, lại bị Thanh Phong đạo trưởng nói một câu nói chúng. Người cũng không phải tà vật xâm lấn. Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu, thần sắc nghiêm túc, mà là thiên thần giáng phạt, người đắc tội người không nên đắc tội. Vừa dứt lời, Vinh Đông trực tiếp bối rối, mà Trương Cầm đứng bên cạnh hắn trực tiếp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Thiên thần giáng phạt, chỉ dựa vào mấy chữ này đã đủ để Trương Cầm sợ tới mức không chịu nổi, thanh âm run rẩy Thanh Phong đạo trưởng, có ý gì? Thanh Phong đạo trưởng không lập tức trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Y Trương Cầm lúc này lo lắng nhìn y Vinh Đông, đông tử, trong y khoảng thời gian này con lại gây y ra chuyện gì? Con đã đắc tội với ai à? Một lúc lâu sau, Vinh Đông mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, một con, không phải là muốn giáo huấn vị con rể ở rể Tống gia kia. Con rể ở rể Tống gia, Sở Trần. Trương Cầm cũng nghe qua tên Sở Trần, vừa nghe nhịn không được mắng, Sở Trần là nhân vật gì, ngay cả hoàng gia cũng bị hắn lật đổ, sau lưng hắn còn có Ninh gia làm chỗ dựa, Ninh gia chính là thiên thần a, con làm sao dám đi trêu chọc Sở Trần. Trương Cầm hận không thể cho Vinh Đông một cái bạt tai, nhưng y lại đau lòng đứa nhỏ của mình, y có chút không nỡ. Sở Trần có thiên thần bảo vệ, nếu như không phải người đứng trước mặt là Thanh Phong đạo trưởng, hơn nữa vừa mới trực tiếp mở miệng liền chấn nhiếp hền, Vinh Đông nhất định sẽ đứng lẽn phản bác. Nhưng bây giờ, đầu óc Vinh Đông có chút trống rỗng. Trương đạo trưởng, ngài phải cứu đứa trẻ này. Thanh âm Trương Cầm mang theo cầu xin. Nếu tà vật xâm lấn, ta có thể trừ bỏ, nhưng đây là thiên thần giáng phạt. Thanh Phong đạo trưởng nói, các người chỉ có thể cầu khẩn thiên thần tha thứ. Thiên thần tha thứ, Trương Cầm lo âu suy tư một lát sau. Thanh âm mang theo thấp thỏm bất an, ý của đạo trưởng là, chúng tôi phải xin lỗi Sở Trần. Thanh Phong đạo trưởng không có trả lời, mà là lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Vinh Đông quay mặt nhìn Trương Cầm, mẹ, con không có khả năng xin lỗi Sở Trần. Quay về trước đã, con đường núi quanh do, màu đen chạy một đường đi xuống. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Sở Trần, con còn trêu chọc người nào không? Trương Cầm trầm giọng nói, con thành thật khai báo. Chuyện hôm nay có phải có liên quan đến Sở Trần hay không? Sắc mặt Vinh Đông khó coi, nhưng không nhìn được ánh mắt sắc bén của Trương Cầm, ấp úng nói ra sự tình. Quả nhiên là Sở Trần. Trương Cầm hít sâu một hơi, người trong miệng Thanh Phong đạo trưởng chỉ, chính là hắn đi. Đông tử, con không, Vinh Đông nghiến răng nghiến lợi, con hận không thể dẫm Sở Trần dưới chân, sao con có thể xin lỗi hắn? Nếu như nói chuyện xảy ra tối nay có liên quan đến hắn, con càng hận không thể một đao chém chết hắn. Con vừa rồi không nghe Thanh Phong đạo trưởng nói sao? Thiên thần giáng phạt a. Trương Cầm lo lắng, con không sợ. Vinh Đông lúc này cứng rắn nổi lên, phấn chấn nói, có thể là đêm nay trạng thái tinh thần của con không tốt, mới có thể bị tà vật thừa dịp xâm nhập vào mà thôi, thiên thần giáng phạt. Nào có chuyện mơ hồ như vậy, giả dối không có thật, tà con không tin. Lời nói của Vinh Đông vừa dứt, thân thể đột nhiên lay động một chút, xe xảy ra một tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt này, sắc mặt Vinh Đông đều sợ tới mức tái nhợt, không có một tia máu, nắm chặt dây an toàn. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Cầm ngồi vững người, hỏi một tiếng. Đột nhiên một tảng đá rơi xuống núi trượt xuống, tôi không thể tránh kịp.
Tài xế cũng có chút kinh hồn chưa định, cũng may tảng đá không lớn lắm, nếu là tảng đá lớn hơn một chút, chỉ sợ lật xe. Trương Cầm nghe vậy, sau lưng trực tiếp bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vinh Đông cũng thật lâu không lấy lại tinh thần lại. Đông tử, con vừa rồi, nói gì? Trương Cầm cảm giác nổi da gà trên cánh tay. Môi Vinh Đông run rẩy một chút, con nói, bây giờ đã trễ như vậy, ngày mai xin lỗi có kịp không? Đêm nay, thiếu gia Tuấn Mỹ Diệp thiếu gia tiền bộ Thiệu Nghiện Thuốc cùng với đàn ông đích thực Vinh Đông, ba vị phú nhị đại càn quét vòng tròn bạn bè của Thiền Thành. Diệp gia cùng Tiền gia trước tiên đều làm ra biện pháp ứng phó, nỗ lực tẩy sạch chuyện xưa giữa ba người đàn ông này. Duy chỉ có Vinh gia không có bất kỳ động tĩnh gờ. Một màn này, càng làm cho người ta cảm giác được cảm khái, chỉ cần Vinh Đông mới xưng là đàn ông đích thực a. Thực sự, Diệp Thiếu Hoàng và Tiền bộ Thiệu Nhận, Vinh Đông thiếu gia một mình tấn công. Đây là bình luận từ cư dân mạng, Hạ Thiên Đích Kiếm. Biệt thự Tống gia, Sở Trần vừa mới tỉnh lại, liền nhận được một tin tức quan trọng. Ninh Tử Mặc gửi tin nhắn, khoảng 4 giờ sáng, bến tàu Thiên Nghiệp có khách đến, chính là Vu Thần môn chủ Ninh Quân Hà biến mất. Tam bá chủ tập họp, nếu như nói không phải vì vật thí nghiệm thi cổ, trừ phi bọn họ nhàn rỗi, tụ tập cùng một chỗ uống trà. Sở Trần lập tức linh lợi, điều này có nghĩa là, giao dịch của đối phương, gần đây rất có thể sẽ tiến hành. Điều tra cẩn thận, hành động thận trọng, chú ý sự an toàn. Sở Trần trả lời tin nhắn cho Ninh Tử Mặc, suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Vu Thần môn chủ giả mạo Lý Trấn. Sở Trần, thái độ của Lý Trấn đối với Sở Trần vô cùng cung kính. Cho tôi biết chi tiết quá trình nhận hàng của ông trong suốt thời gian qua, bao gồm thời gian và địa điểm cụ thể. Sở Trần ngồi trên mặt bàn, đồng thời cũng lấy ra giấy bút, ghi lại từ khóa Lý Trấn nói. Lý Trấn vừa tổ chức ngôn ngữ, vừa nghiêm túc kể lại. Sở Trần đang dùng bút ghi lại. Khoảng nửa giờ, cuối cùng xác định 5 địa điểm giao hàng, thời gian cũng khác nhau. Thế nhưng, một điểm gần bằng thành nhất, cũng có 300 km. Thật đúng là đủ cẩn thận. Sở Trần cúp điện thoại, buông bút xuống, cầm lấy giấy đi ra cửa. Tống Nhan đã sớm đi làm, Sở Trần đi ngang qua cột hoa mai, bảo Tống Thu làm tài xế cho anh, Tống Thu cự tuyệt, lý do là muốn luyện quyền. Sở Trần trên mặt cười tủm tỉm, cuối cùng vẫn là một mình lẻ loi đi ra ngoài bắt xe. Lần này hẹn gặp Giang Ánh Đào là bên bờ sông Châu Giang. Gần cát biển, bên bờ sông Châu Giang dựa bóng cây, Sở Trần đi qua, xa xa NSLN thấy một thân ảnh nhẹ nhàng dựa vào lan can, dáng người uyển chuyển, đường cong mê người, dưới váy ngắn lộ ra hai đoạn chân dài trắng nõn, khiến người ta chú ý. Cô Đào, chào, Sở Trần đi tới, trong mắt anh cũng chỉ có tổ trưởng, Tư Đồ Tĩnh nói một câu, Sở Trần sửng sốt. Anh thật sự không có thấy bên cạnh Giang Ánh Đào có người. Mặc dù Sở Trần không nói ra, nhưng biểu tình của anh đã nói rõ tất cả. Tư Đồ Tĩnh lúc này hừ một tiếng, không để ý tới Sở Trần. Anh thật sự có thủ đoạn a? Giang Ánh Đào quay đầu mỉm cười nhìn Sở Trần, ba thiếu gia hào môn kia bị anh chị đến ngoan ngoãn. Tôi không đến vì bọn họ, Sở Trần đi thang vào vấn đề, trực tiếp nói, cô Đào, bến tàu Thiên Nghiệp bên kia bằng thành, Trương Thành của tập đoàn Thiên Nghiệp. Dương Khiêm của Thủy Sản Dương thì cùng với Ninh Gia Ninh Quân Hà đều đã đến, bọn họ tùy thời có thể sẽ có giao đi DJCS, nhưng các người ở bên kia bố trí lực lượng, ngay cả một tiên thiên cũng không có, tôi đề nghị cục đặc chiến các người có thể phái mấy người có thể đánh qua. Nghe vậy, Giang Ánh Đào khẽ nhíu mày, tin tức Sở Trần cung cấp làm cô có chút bất ngờ, Dương Khiêm cùng Trương Thành gặp mặt cô biết, tối hôm qua có người thông báo cho cô, thế nhưng, Ninh Quân Hà xuất hiện, thật sự làm cho Giang Ánh Đào bất ngờ. Đồng thời cũng có ý nghĩa, đúng như Sở Trần nói, bọn họ sẽ có hành động lớn. Giao dịch vật thí nghiệm, phòng đoán cẩn thận, võ giả cấp bậc tiên thiên của đối phương ở bến tàu Thiên Nghiệp hiện giờ vượt quá 5 người. Sở Trần trầm giọng nói, nếu như cục đặc chiến không phái người đi qua, đối với Ninh Tử Mặc, đối với người của bộ điều tra đặc chiến các người mà nói, sinh mệnh của bọn họ không được bảo đảm. Giang Ánh Đào trầm ngâm một lát, tôi sẽ xin yên cấp trên. Sở Trần thần sắc toát ra không thể tin, các người tốt xấu gì cũng là bộ phận hành động đặc biệt, ngay cả hành động tiếp viện cũng phải xin sao. Tiếp viện bình thường đương nhiên không cần, nhưng lần này cần phái đi là tiên thiên võ giả. Tư Đồ Tĩnh ở một bên nói, bộ điều tra chúng tôi trực thuộc cục đặc chiến, chủ yếu phụ trách công tác điều tra, tiên thiên võ giả của 9 tổ chúng tôi, trên cơ bản đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Còn có, Tư Đồ Tĩnh dừng một chút, anh lưu ý phương hướng 3 giờ của anh một chút. Chúng ta còn bị người theo dõi.
Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại, hai người kia không phải là người của các người. Sở Trần đã sớm chú ý tới có người, chỉ là, anh theo bản năng cho rằng là người Giang Ánh Đao mang đến. Người của tổ 7, bộ phận điều tra cục đặc chiến. Tư Đồ Tĩnh tức giận nói, chúng tôi phụ trách điều tra vụ án, bọn họ phụ trách điều tra chúng tôi. Đúng rồi, trên danh nghĩa vẫn là tổ 7 và tổ 9 liên hợp, cùng điều tra vụ án buôn lậu người sống trên biển của tập đoàn Thiên Nghiệp. Sở Trần khẽ nhíu mày một chút, nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào, nhất thời hiểu được. Không sao, họ thích nhìn liền để họ nhìn. Giang Ánh Đào thờ không, nói, chúng ta điều tra án của chúng ta, nếu hiện tại ba tên đầu xó ở Bằng Thành, tôi cảm thấy, tôi cũng nên đến Bằng Thành. Tư Đồ Tình chấn động, tổ trưởng, bên cạnh chúng ta hiện tại không có tiên thiên võ giả, cô không thể đặt mình vào nguy hiểm. Thân thể Sở Trần dựa vào lan can, thở dài một hơi, cục giặc chiến các người. So với tưởng tượng của tôi còn yếu hơn a. Tôi nói với các người, Ninh Quân Hà là võ đạo tông sư, coi như là tiên thiên võ giả đi, cũng là chịu chết. Anh thế nhưng xem thường cục đặc chiến của chúng tôi. Tư Đồ Tĩnh hừ lạnh một tiếng, vừa rồi tôi không phải nói, chúng tôi chỉ là một bộ phận trinh sát của cục trung ớ bộ phận đột kích, chỉ sợ anh chưa từng nghe nói qua uy danh của Sở Môn Tam Kiệt bộ phận đột kích của cục đặc chiến. Sở Môn Tam Kiệt, Sở Trần đến hứng thú. A. Lại nói tiếp còn cùng họ với anh, nhưng, thân phận giữa các người cũng không thể so sánh. Ánh mắt Tư Đồ Tĩnh dùng hào quang nóng rực gần như sùng bái. Sở Môn Tam Kiệt, là ba anh em, bọn họ không chỉ là võ đạo tông sư thực lực cường đại, mà còn là siêu cấp chiến binh các loại kỹ năng đặc chiến đều gần như hoàn mỹ. Nói cách khác, một tay súng thiện xạ lái máy bay, hay là võ đạo tông sư, cường giả như vậy, kẻ địch nghe đều cảm giác được run rẩy. Hành động của Bằng Thành, bọn họ sẽ đến sao? Sở Trần tò mò hỏi. Tư Đồ Tĩnh trợn trắng mắt một cái, loại hành động cấp bậc này, làm sao có thể kinh động Sở Môn Tam Kiệt, vừa rồi không phải cũng nhắc nhở anh sao? Chúng ta dựa vào không chỉ là thực lực võ giả, còn có các loại binh khí hiện đại, cục đặc chiến nghiên cứu không ít loại đạn được thiết kế đặc biệt để đối phó với tiên thiên thậm chí tông sư cấp bậc võ giả. Anh yên tâm, chỉ cần cho chúng tôi tra được thời gian địa điểm bọn họ giao dịch. Bọn họ liền một người cũng trốn không thoát, sao? Sở Trần gật gật đầu, vậy cô nói như thế nào cô đào lấy thân mạo hiểm? Tư Đồ Tĩnh giọng nói giật giật, lập tức nói, dù sao dao súng không có mắt. Sở Trần nhìn Tư Đồ Tĩnh, ánh mắt Tư Đồ Tĩnh có chút hư. Có lẽ cục đặc chiến là có vũ khí đối phó tiên thiên thậm chí tông sư không sai, nhưng mà, vũ khí tốt, cũng phải ở trong tay người thực lực cường đại mới có tác dụng. Thí dụ như Sở Môn Tam Kiệt tay cầm vũ khí nóng, như hổ thêm cánh. Nhưng nếu thực lực bản thân không mạnh, cũng căn bản không phát huy được uy lực của vũ khí. Hiện giờ bên người Giang Ánh Đào ngay cả một tiên thiên võ giả cũng không có, cứ như vậy đến Bằng Thành mà nói, thật sự quá nguy hiểm. Yên tâm đi, nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là điều tra, nhiệm vụ bắt giữ đột kích hì hà chuyện của bộ phận đột kích, mặc kệ đối phương là tiên thiên hay là võ đạo tông sư, chỉ cần bọn họ phạm tội, nhất định sẽ khó thoát khỏi lưới pháp luật. Giang Ánh Đào thản nhiên nói, còn nữa, đừng quên, chúng tôi tuy rằng không có tiên thiên, nhưng nhân thủ tổ 7 đầy đủ, bọn họ lần này có tiên thiên cùng nhau hành động, đến Bằng Thành, tôi sẽ chú ý che giấu hành tung của mình, cho dù cuối cùng bị phát hiện, đối phương dùng hành động cực đoan mà nói, chỉ cần không có đụng phải võ đạo tông sư như Ninh Quân Hà, chúng ta có thể toàn thân trở ra. Tôi lo lắng tổ 7 sẽ chết không thể cứu được, Tư Đồ Tĩnh thốt lên, Tĩnh, không được nói bậy. Giang Ánh Đào quát lớn, Sở Trần nhìn thoáng qua, bên trong cục đặc chiến này, xem ra cũng không phải hài hòa như vậy. Vậy các người cẩn thận, Sở Trần suy nghĩ một chút, lấy ra hai cái bùa xong gấp lại, nếu như các người không chê, liền mang theo hai cái bùa hộ mệnh này ở trên người. Giang Ánh Đào giật mình, chợt cười rộ lên, Sở Trần, anh lấy đâu ra bùa hộ mệnh? Xuất phát từ Tống gia, một đường đến Thanh Phong Quan, thành tâm thành ý, đi bộ đi. Cuối cùng mới 4 giờ sáng, cảm động cao nhân Thanh Phong Quan, được ban cho hai cái bùa hộ mệnh, có thể giữ bình an. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.